Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Tập 78. Chương 771, Hòn Đảo Mới. Trên đường quay trở về chiếc thuyền Noah ngầm, Long Duyệt Hồng liếc nhìn Nawa đang bá vai bá cổ Thương Kiến Diệu, lại nhìn vị trí ghế lái phụ. Nói, tổ trưởng, đợi sau khi quân cứu thế đưa thông tin cho chúng ta, phải chăng sẽ xuất phát đi khu phế tích thành phố Thiết Sơn? Hắn còn muốn ở chợ đá đỏ thêm mấy hôm. Một khi rời khỏi nơi này, mục tiêu chỉ còn là khu phế tích thành phố Thiết Sơn, đừng nói là nhà, ngay cả lều cũng chưa chắc đã có để ở. Không vội. Tương Bạch Miên trả lời khiến Long Duyệt Hồng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng phải chờ đến khi này bình phục hoàn toàn, anh ta chính là người có sức chiến đấu mạnh nhất đội ngũ chúng ta. Thương Kiến Diệu được khen ngợi, lập tức quay đầu nói với Gnawa, hiện giờ tôi có thể làm nhiễu tín hiệu điện tử mà ông thu được. Để thể hiện ra khuyết điểm cho giống con người hơn, Gnawa không ngồi nghiêm chỉnh như ngày thường, mà bắt đầu học Thương Kiến Diệu, dựa lưng vào ghế, khuỷu tay bằng kim loại khoác lên vai Thương Kiến Diệu. Đây đúng là một vấn đề. Gnawa nói bằng giọng trầm thấp, ngoại trừ cải tiến trang bị thu thập âm thanh, tôi còn muốn nâng cao tỷ lệ vật liệu sinh học trên người. Lúc đối diện với người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh có thể làm nhiễu tín hiệu điện tử, sự ảnh hưởng lên xúc cảm của tôi sẽ giảm đi khá nhiều. Ông ta hy vọng mình giống như con người, có thể trực tiếp dùng làn da để đo nhiệt độ, độ ẩm của môi trường vân vân. Mà cấu kiện trung tâm của ông ta đều đã được bảo vệ, cách ly. Lúc nào tôi xem trong công ty có thành quả nghiên cứu tương ứng không? Tương Bạch Miên cảm thấy ý tưởng này của Gnawa không có vấn đề gì. Mà nếu như đối diện với người thức tỉnh lĩnh vực gương vỡ có thể biến đổi thông tin hoàn cảnh, thì có lẽ cũng vô dụng. Hiển nhiên Thương Kiến Diệu cũng nghĩ đến điểm ấy, giang hai tay ra, hơi ngửa đầu lên nói, khắp nơi đều là ảo mộng, cần gì phải nghiêm túc. Lúc này, Bạch Thần đang lái xe nghĩ đến một vấn đề, không biết hai vị chấp tuế gương vỡ và Uko có quan hệ như thế nào. Đợi lát nữa đi qua giáo đường cảnh giác hỏi một chút. Tương Bạch Miên nghiêng người sang, mỉm cười nhìn về phía Thương Kiến Diệu, nếu như quan hệ của hai vị chấp tuế này rất kém, anh làm động tác tương tự kết hợp với giọng điệu này ở chợ đá đỏ, thì sẽ bị đánh. Thương Kiến Diệu mỉm cười, đầu tiên họ phải đánh thắng được đã. Chưa nói đến những người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh chạy đến nơi này vì hội nghị phổ giáo. Cho dù là bản thân giáo đường cảnh giác, cũng không phải là người anh có thể đối phó, Uko thường xuyên theo dõi bên này. Anh có muốn như Di Marco, bị trấn áp trong chiếc thuyền Noah ngầm, không bao giờ ra được nữa không? Tương Bạch Miên đả kích lòng tự tin đang bành trướng của Thương Kiến Diệu. Trong lúc nói đùa, tổ điều tra cũ đã về đến bên ngoài giáo đường cảnh giác. Ngoại trừ Bạch Thần có gen ưu hóa không? Liên quan đến sức mạnh, cơ bắp, bốn thành viên còn lại đều tự vác theo một thùng gỗ trên lưng. Thẳng thắn mà nói, thực ra với phạm vi cảm ứng của Thương Kiến Diệu, anh hoàn toàn có thể ở dưới tầng ngầm thứ hai, điều khiển xe điện năng. Vừa phát hiện có người tới gần, lập tức đưa ra cảnh cáo, nhưng Tương Bạch Miên cảm thấy không cần thiết để chuyện này ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Thương Kiến Diệu. Dù sao mấy thứ như thiết bị khung xương quân dụng và áo giáp thông minh sinh học đặt ở bên người, có thể dùng bất cứ lúc nào là lựa chọn tốt nhất. Đi vào tòa giáo đường sơn màu đỏ thẫm, pha lẫn màu vàng kim, Tương Bạch Miên nhìn thấy một người đàn ông không đeo mặt nạ, sợ sệt di chuyển dưới đất, dường như đang sợ có người đột nhiên tập kích phía sau. Đúng lúc này, trong đường ống thông gió có một người nhảy xuống, giữa không trung phát ra tiếng A. Người đàn ông đang rón rén bám vào vách tường để đi rõ ràng đã bị dọa sợ, vừa lăn sang bên cạnh, vừa cố gắng móc súng. Mà người vừa đáp xuống đất thì thuận thế nhảy lên trước, đạp cửa ngách, biến mất trong đại sảnh. Làm gì đây? Long Duyệt Hồng nghi hoặc. Thương Kiến Diệu suy nghĩ 2 giây, đấm nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, nói, chơi trốn tìm phiên bản nâng cấp. Dọa người. Người chơi không chỉ phải trốn đi, không thể bị phát hiện, mà còn phải nắm lấy cơ hội dọa những người khác. Tuy anh đeo mặt nạ khỉ, làm người ta không nhìn thấy biểu cảm, nhưng động tác tứ chi nói cho Tương Bạch Miên biết anh rất muốn chơi. Không phải như thế. Một giọng nói cố gắng đè thấp truyền ra từ ống thông hơi phía trên đầu đám người Tương Bạch Miên. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở đó có một tay lính gác giáo đường đeo mặt nạ xương trắng đang trốn. Tay lính gác giáo đường hơi để lộ cơ thể, nói bằng giọng khá nhanh, đây là một nghi thức của giáo phái dị đoan sợ hãi. Mục đích là thông qua sự bất thình lình, có thể bị sợ hãi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, để tín đồ luôn duy trì nỗi sợ hãi.
dọa chết thì phải làm sao? Thiền sư Phổ Độ Từ Bi Hỷ Xả đã thay thế Thương Kiến Diệu thích náo nhiệt, thích những thứ mới mẻ. Tay lính gác giáo đường dùng giọng điệu khinh thường đáp lại, cho nên mới gọi họ là dị đoan. Thật sự có người bị dọa chết vì đau tim thì sẽ được đi gặp chấp tuế u cô. Vậy à, vậy lễ Misa cỡ lớn của họ là loại hình gì? Tương Bạch Miên tò mò hỏi một câu, giáo phái cảnh giác chính là chơi trốn tìm. Tay lính gác giáo đường trốn trong ống thông hơi nhớ lại một chút rồi nói, hình như mọi người tập trung trong một tòa nhà đóng kín, ai nấy đều ngụy trang, giả làm yêu ma quỷ quái, cố gắng dọa dẫm lẫn nhau. Tay lính gác này là một người đất xám. À, giọng của Thương Kiến Diệu cho thấy anh cảm thấy việc này rất thú vị. Tương Bạch Miên không định cho anh cơ hội, cảm ơn tay lính gác giáo đường kia, dẫn đầu bước ra ngoài. Cô muốn kiểm tra xem xe Jeep có bị hỏng không à? Nawa khéo léo nhắc nhở. Điều này không phải chứng tỏ chỉ số EQ của ông ta đã được nâng cao, mà là ông ta phân tích ra, nếu trực tiếp nói đi ngược rồi sẽ tiết lộ cái giá phải trả là gì. Khóe miệng Tương Bạch Miên cong lên dưới lớp mặt nạ, đúng vậy. Cô lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn vào đường ống thông hơi vừa rồi, anh từng nghe nói đến gương vỡ chưa? Một vị chấp tuế, tay lính gác giáo đường trốn bên trong đưa ra câu trả lời. Thái độ của hắn ta không căm ghét, cũng không thân thiết. Sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi giải trí, mấy thành viên của tổ điều tra cũ đều tự quay về phòng mình. Tương Bạch Miên nằm dài trên giường, liếc nhìn Thương Kiến Diệu đã ngủ khò khò ở đối diện, giơ tay lên che miệng, ngáp một cái. Mấy hôm nay cô vẫn bớt thời gian ngao du trong biển khởi nguồn, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy hòn đảo sợ hãi thứ hai. Một lúc lâu sau, chỗ tiếp giáp giữa trời và biển đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện một hòn đảo giống như một ngọn núi hoang. Tương Bạch Miên nhất thời kích động, tăng nhanh tần suất gạt nước. Cô không cố gắng cụ thể hóa ra phương tiện giao thông để hỗ trợ mình, như vậy sẽ tiêu hao nhiều tinh thần của cô hơn. Cuối cùng, Tương Bạch Miên đã đến hòn đảo có cây cối héo tàn, quang cảnh hoang vu, cô nhẹ nhàng trèo lên trên. Không có bất cứ sự khác thường nào xảy ra. Cô đi quanh một vòng, phát hiện trong ngọn núi hoang trên đảo có một cái hang rất lớn. Tương Bạch Miên cẩn thận đi vào, đột nhiên cảm thấy một khoảng đất trống bằng phẳng trong hang rất quen mắt. Cô lại nhanh chóng nhìn quanh một vòng, từ từ hiểu ra cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Chỗ này giống hệt bãi đỗ xe ngầm của sinh vật bàn cổ, chỉ là ngoài những cây cột ra thì không có một chiếc xe nào. Tương Bạch Miên chợt có linh cảm, đi về phía thang máy nối tới tòa nhà ngầm trong ký ức. Sau đó cô lạc đường. Không giống với lúc cô ở bên ngoài hang động, lúc đó cô có thể dùng mắt thường nhìn thấy các vật đánh dấu, đi đến các địa điểm đối ứng là được, sẽ không bị lạc mất phương hướng. Tương Bạch Miên phải tốn thời gian nhất định mới định vị lại được vị trí trước mặt, vẽ ra tuyến đường chính xác. Dựa vào bản đồ tuyến đường, cô mất khá nhiều sức lực mới đi đến khu thang máy. Cô ấn nút tầng 647, thang máy tương ứng đi xuống, dường như thực sự quay về sinh vật bàn cổ. Nhưng đến khi cô tìm được phòng 14 thuộc về tổ điều tra cũ, đẩy cửa bước vào, lại phát hiện bên trong trống không, ngoại trừ bàn ghế, không có một bóng người. Tương Bạch Miên im lặng một lát, tìm chính xác khu thang máy, đi thẳng xuống, khu C, tầng 349. Tương Bạch Miên máy móc đi tới trước căn phòng số 12 đại diện cho gia đình mình. Xuyên qua cửa sổ, cô thấy bên trong không có một bóng người, trên bàn trà dường như đã tích tụ một lớp bụi. Cả tầng lầu yên tĩnh đến mức đáng sợ, dường như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Tương Bạch Miên mở cửa phòng đi vào, ngồi xuống vị trí mình yêu thích nhất. Ngồi một lúc, cô cảm thấy tinh thần đã tiêu hao khá nhiều, bóng dáng dần trở nên trong suốt. Trở lại hiện thực, Tương Bạch Miên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn trần nhà bị bóng tối bao phủ. Bên tai cô là tiếng hít thở đều đều của Thương Kiến Diệu, cảm ứng được hai luồng tín hiệu điện sinh vật và ý thức đại diện cho con người. Tương Bạch Miên chậm rãi thở hắt ra, cơ thể và đại não đều thả lỏng. Cô bất chi bất giác tiến vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tổ điều tra cũ vừa ăn sáng xong, sạc đầy điện thì nhìn thấy hội trưởng lâm thời của Ủy ban quản lý chiếc thuyền Noah ngầm Ulrich xuất hiện ở tầng này. Đội trưởng đội cảnh vệ thị trấn Đàm Kiệt nhờ tôi đưa một ít tư liệu tới. Ulrich cúi người chào hỏi theo lễ nghi của quản gia chứ không phải của thành viên giáo phái cảnh giác. Thông tin mà quân cứu thế đã chỉnh lý xong. Tương Bạch Miên vô cùng kinh ngạc, mới qua một buổi tối thôi mà. Phải biết rằng lúc Từ Đại Đồng và Lê Thủ Nghĩa tạm biệt họ, trời đã gần tối rồi, mà trong hoàn cảnh thiếu thốn nhiên liệu, phần lớn mọi người đều đi ngủ rất sớm vào buổi tối. Đôi khi,
Không phải họ không muốn thức đêm làm việc, mà là không có điều kiện. Không hổ là quân cứu thế. Thương Kiến Diệu cảm khái với vẻ tán thưởng, nói là làm, vô cùng dốc sức. Ulrich không trả lời, bởi vì ông ta không tìm hiểu tình huống cho nên không biết trả lời thế nào. Ông ta chỉ đưa tài liệu trong tay cho Tương Bạch Miên. Tương Bạch Miên tùy ý lật ra, phát hiện chủ yếu là những tin tức liên quan đến được khu phế tích thành phố Thiết Sơn mà mình đã nắm giữ được. Cô nhanh chóng lật đến trang cuối cùng. Trên trang này chỉ có một câu nói ngắn gọn, Lâm Toái nghi là có liên quan đến viện nghiên cứu số 8. Việc này, ánh mắt của Tương Bạch Miên chợt ngưng lại. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 772, Hội nghị Phổ giáo. Làm sao vậy? Chú ý thấy Tương Bạch Miên có vẻ bất thường, Thương Kiến Diệu thành thực lên tiếng hỏi. Nawa thành thực lập tức ngắt lời anh, bây giờ không phải là thời cơ tốt để thảo luận. Lúc nói chuyện, ánh sáng đỏ lóe ra trong mắt ông ta quét qua gương mặt của hội trưởng lâm thời chiếc thuyền Noah ngầm, Ulrich. À, lão Nawa, không cần trực tiếp như vậy, khéo léo một chút, khéo léo một chút. Long Duyệt Hồng liên tục thầm phàn nàn, không ngừng được. Cũng may, năng lực nhìn mặt đoán ý của Ulrich chắc chắn là hạng nhất, nếu không thì lúc đó cũng không thể làm quản gia bên cạnh một tên bạo quân như DiMarco. Ông ta nói bằng giọng điềm tĩnh, hội trưởng Tiết, có cần tôi phản hồi lại đội trưởng Đàm điều gì không? Nếu như không có, vậy tôi đi xử lý công việc hàng ngày của Ủy ban Quản lý. Tương Bạch Miên trầm ngâm một chút rồi nói, tạm thời chưa có. Đến khi Ulrich rời khỏi tầng này, cô mới mở trang cuối, cùng ra cho đám người Thương Kiến Diệu xem, nghi là có liên quan đến viện nghiên cứu số 8. Nói cách khác, Lâm Toái không có quá nhiều khả năng là một trong những người chủ trì kế hoạch người bất tử. Bạch Thần nhanh chóng lý giải ý tứ mấu chốt trong thông tin này. Tuy cô không biết lúc trước viện nghiên cứu nào phụ trách kế hoạch người bất tử, nhưng có thể khẳng định không phải là viện nghiên cứu số 8 ở phía Bắc. Lưu ly niết bàn của giáo đoàn Tăng Lữ nằm ở cánh đồng Tăng Lữ, không thuộc phương Bắc theo nghĩa rộng, mà lưu ly niết bàn là tổng bộ của một viện nghiên cứu tương ứng. Thương Kiến Diệu vừa thành thực lại thích phản bác lắc đầu, chưa chắc, lỡ đâu Lâm Toái vừa là người của viện nghiên cứu số 8, vừa tham gia vào kế hoạch người bất tử thì sao? Ai quy định giữa các viện nghiên cứu không thể sử dụng chung nhân tài? Bạch Thần không thể phủ định, Long Duyệt Hồng thì mạnh miệng nói thêm, có xác suất này, nhưng chắc chắn là rất thấp, nói từ yêu cầu bảo mật. Giữa 9 viện nghiên cứu lớn chắc chắn có hàng rào thông tin, O'Reilly là nhà khoa học đứng đầu viện nghiên cứu số 3, nhưng sự hiểu biết về các viện nghiên cứu khác khá hữu hạn. Anh nghiêm túc thật đấy. Không biết là Thương Kiến Diệu nào liếc mắt nhìn Long Duyệt Hồng, trên gương mặt không đeo mặt nạ hiện ra một nụ cười hứng thú. Long Duyệt Hồng lập tức đỏ mặt, giải thích, tôi đang nghiêm túc thảo luận. Tương Bạch Miên hắng giọng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, lúc chưa xuất hiện thông tin trái ngược, tôi tạm thời tin vào phán đoán của quân cứu thế. Cho nên Lâm Toái sẽ là vị nào trong phó viện trưởng, Charlie, giáo sư Lý và bác sĩ? Hoặc là cô ta đã qua đời khi thế giới cũ bị hủy diệt? Phó viện trưởng, Charlie, giáo sư Lý và bác sĩ là số ít thành viên của viện nghiên cứu số 8 còn sống từ thời thế giới cũ đến bây giờ. Họ đã tiến vào thế giới mới, quanh năm ngủ say, thỉnh thoảng mới hoạt động. Đây là thông tin mà tổ điều tra cũ lấy được từ đặc phái viên của Khan của viện nghiên cứu số 8, Thương Kiến Diệu lén gọi họ là bốn tay trùm của viện nghiên cứu số 8. Đầu tiên loại trừ giáo sư Lý, bởi vì Lâm Toái họ Lâm. Thương Kiến Diệu là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Long Duyệt Hồng lập tức phản bác, giáo sư Lý chỉ là danh hiệu, chưa chắc đã thực sự là họ Lý. Sau khi thốt ra một câu nói như vậy, Long Duyệt Hồng cảm nhận được sự vui vẻ khi trả được thù. Đúng vậy. Thương Kiến Diệu lại bày tỏ tán thành, giống như Cố Chi Dũng cũng chưa chắc đã họ Cố, còn có thể mang họ Long. Ôi, làm thay đổi gen, à. Cải tạo gen mới được 1/75, ngoại hình cũng không anh tuấn, thành tích còn bình thường. Gương mặt Long Duyệt Hồng lúc đỏ lúc trắng, không ngờ Thương Kiến Diệu còn sửa lại lời thoại. Đúng vậy, lần này sau khi làm 3 loại cải tạo gen tăng cường năng lực phục hồi, tăng cao khả năng miễn dịch, tốc độ phản ứng nhanh hơn, chiều cao của hắn vẫn không thay đổi. Mà bây, giờ Long Duyệt Hồng buồn bã phát hiện ra, tốc độ phản ứng nhanh hơn dường như không bao gồm tư duy. Trong thời gian ngắn hắn không biết vặc lại Thương Kiến Diệu như thế nào. Bốn người đều có thể là Lâm Toái,
Họ dùng danh hiệu chứ không phải tên thật chứng tỏ họ muốn che giấu điều gì đó. Bạch Thần kéo đề tài trở về quỹ đạo. Tương Bạch Miên gật đầu, đây cũng là một phương hướng điều tra trong tương lai. Qua vài hôm, tổn thương tinh thần của Thương Kiến Diệu đã hồi phục hoàn toàn. Mà một đêm trước khi xuất phát, tổ điều tra cũ vừa vặn gặp được hội nghị phổ giáo do ba giáo phái lớn dưới trướng của Uco tổ chức. Tương Bạch Miên vô cùng hứng thú với sự kiện này, đề nghị mọi người đến giáo đường cảnh giác nghe, tiện thể giúp duy trì trật tự. Thương Kiến Diệu đồng ý cả hai tay hai chân. Anh nhảy bật lên, giơ cả hai tay hai chân lên. Nawa thành thật thấy thế, cố tình nhắc nhở anh, này, bệnh tình của anh ngày càng nghiêm trọng, chú ý một chút. Yên tâm, chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng và có cơ chế đổi người rồi, Thương Kiến Diệu trả lời. Năm người của tổ điều tra cũ ỷ vào địa lợi, trực tiếp đi thang máy tới đại sảnh giáo đường cảnh giác. Ở đây đã chen chúc hơn 100 người, chia ra làm 3 nhóm. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống trên bề nổi, trong các đường ống thông hơi, những nơi kín đáo bên ngoài cửa sổ. Không biết có bao nhiêu lính gác của giáo đường và dân cư thị trấn Chợ Đá Đỏ cảm thấy hứng thú với cuộc tranh luận đang trốn ở đó. Theo Thương Kiến Diệu tính toán, số lượng của họ phải gấp 3 đến 4 lần những người có mặt. Duy Gia Nhĩ, tôi thấy cậu rồi. Thương Kiến Diệu đột nhiên hét lớn một tiếng, không ai trả lời anh. Thương Kiến Diệu thở dài, tiếc nuối vì không thể lừa được Duy Gia Nhĩ ra ngoài. Lúc anh và đám người Tương Bạch Miên nương theo ánh đèn tường mờ nhạt trong giáo đường, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, không biết từ đâu vang lên một tiếng cười nhạo. Tiếng cười nhạo mang theo âm thanh rõ ràng như vịt đực, dường như đến từ một cậu bé đang dậy thì. Thương Kiến Diệu không quan tâm, tháo ba lô chiến thuật xuống, lấy một thứ ra. Anh lập tức hỏi đám người Tương Bạch Miên, mọi người có muốn không? Thời điểm này làm sao thiếu hạt dưa được? Hạt dưa. Long Duyệt Hồng trợn tròn hai mắt, nhìn vào tay Thương Kiến Diệu, quả nhiên nhìn thấy một phốc hạt dưa căng tròn. Anh, sao anh có được? Hắn kinh ngạc hỏi. Thương Kiến Diệu đắc ý trả lời, anh không phải không biết, tôi sẽ để dành kẹo và hạt dưa lại, đợi đến lúc thích hợp mới lấy ra ăn. Ôi, kẹo đều cho đám trẻ kia rồi. Ý anh chỉ đám trẻ quái núi. Nghe thấy giọng điệu này, Long Duyệt Hồng không hiểu sao cảm thấy mình như quay về thời quá khứ, chỉ mới 7-8 tuổi. Cho tôi chút. Tương Bạch Miên không khách sáo xòe tay ra. Cô như thế sẽ bị đánh. Thương Kiến Diệu dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên lòng bàn tay Tương Bạch Miên, sau đó mới bỏ một ít hạt dưa lên. Trò chơi hồi, bé của các anh. Tương Bạch Miên nắm 5 ngón tay lại, cười hỏi, là trò đùa của anh ta. Long Duyệt Hồng bắt đầu lên án, bình thường hay lừa tôi, Dương Trấn Viễn, còn mấy đứa khác nữa. Nói có đồ ăn vặt cho chúng tôi, kết quả tôi vừa đưa tay ra, anh ta sẽ đập bốp vào lòng bàn tay chúng tôi. Anh thật dễ lừa. Tương Bạch Miên cố ý nhịn cười. Long Duyệt Hồng bắt đầu hối hận mình mau mồm mau miệng. Tương Bạch Miên thấy thế, bồi thêm một câu như không có chuyện gì, điều này chứng tỏ anh có bản tính lương thiện, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người khác. Nửa câu sau làm sao mà suy luận ra được? Nawa thành thật lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Thương Kiến Diệu thành thực cũng hỏi vấn đề này. Sắp bắt đầu rồi. Sao lắm lời thế? Tương Bạch Miên đưa ngón tay chỉ về phía hội nghị phổ giáo sắp bắt đầu. Là giáo chủ giáo đường cảnh giác, Antoniola có cơ thể cường tráng, để đầu chọc lóc, tuy địa vị và thực lực không bằng mấy vị ở đây, nhưng vẫn dùng thân phận người chủ trì đi đến trước Thánh Huy cảnh giác. Ông ta liếc nhìn giáo chủ sợ hãi Sigmund đặc biệt chạy đến giáo phái của mình một chuyến, lớn tiếng nói, đề tài thảo luận trong hội nghị giáo phổ lần này là cảnh giác và sợ hãi, bên nào là quan niệm đầu tiên của chấp tuế? Giác lấy việc duy trì trật tự làm nhiệm vụ, muốn giơ tay, xin thêm thân mật vào, nhưng sau khi tự cân nhắc, vẫn quyết định không nhảy vào vũng nước đục này. Tình hữu nghị quan trọng nhất. Sau khi Antoniola tuyên bố xong đề tài thảo luận, giáo chủ sợ hãi đeo mặt nạ yêu ma, có vóc dáng cao gầy, Sigmund đứng lên, đương nhiên là cảnh giác. Lúc chúng ta đối mặt với nguy hiểm tại sao lại cảm thấy sợ hãi? Bởi vì từ lúc sinh ra chúng ta đã mang theo sự cảnh giác đối với nó. Vì sao khi đối mặt với những điều chưa biết chúng ta lại cảm thấy sợ hãi? Là vì cảnh giác nó sẽ ẩn chứa sự nguy hiểm, cảnh giác sinh mệnh quý báu của chúng ta sẽ bị mất đi. Lúc chúng ta còn là trẻ con, trước khi biết có cảm xúc như sợ hãi, khi đối mặt với rất nhiều chuyện sẽ nảy sinh sự cảnh giác theo bản năng. Giáo đoàn sợ hãi lập tức có người đứng dậy, run rẩy phản bác, không phải, lúc chúng ta còn bé, đã có cảm xúc sợ hãi.
Tổ tiên của chúng ta viết nó vào gen, truyền từ đời nọ qua đời kia. Đơn giản mà nói, nếu trẻ con không biết sợ hãi một số thứ, ở thời đại viễn cổ hoàn toàn không sống nổi, gen của chúng tự nhiên không thể di chuyển. Trình độ lý luận lần này cao hơn một chút. Tương Bạch Miên hứng thú lắng nghe, mà thỉnh thoảng bên cạnh cô lại vang lên tiếng tí tách. Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đều đang lặng lẽ cắn hạt dưa. Cơ mặt của Tương Bạch Miên khẽ động đậy, trong lúc Thẩm Chế Diễu cũng cầm mấy hạt dưa lên. Cuộc tranh luận dần trở nên sâu sắc, cô nghe càng thêm chăm chú, sau đó quên mất trong tay mình còn có hạt dưa, bị Thương Kiến Diệu lén lút lấy đi mấy hạt. Nghe một lúc, Tương Bạch Miên đột nhiên cảm thấy đại sảnh của giáo đường cảnh giác trở nên u ám hơn. Cô chợt có linh cảm, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía thánh huy khổng lồ phía trước. Đằng sau cánh cửa màu trắng hơi khép hờ, trong bóng tối sâu thẳm, bóng dáng người phụ nữ như ẩn như hiện kia dường như rõ ràng hơn một chút, đang theo dõi mọi người. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 773, lấy ra men SEAC. Cả đại sảnh của giáo đường cảnh giác dường như bị bóng tối lặng lẽ bao phủ, từng ngọn đèn tường màu vàng vẫn le lói như trước, nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa tít tận chân trời, chỉ có thể nhìn thấy rõ người ở bên cạnh. Người Tương Bạch Miên bất giác run rẩy, tay chân lạnh ngắt, tim đập loạn. Dường như cô đi tới trước một vách đá, thấy bên trên có treo một tảng đá rất lớn, lung lay sắp đổ, mà bản thân bất kể đi về phía nào cũng không thể né tránh được. Nỗi sợ hãi mãnh liệt ập tới, chuông cảnh báo điên cuồng vang lên trong đầu óc cô. Tương Bạch Miên từng có kinh nghiệm trong tình huống này, không cần tự hỏi, tự nhiên biết được chuyện gì đang xảy ra. U cô tháng 10 lại một lần nữa từ thế giới mới chuyển ánh mắt đến đây, theo dõi nơi này. Giờ phút này không chỉ có Tương Bạch Miên có cảm ứng, đám người Long Duyệt Hồng cũng giống như đi tới sát mép vực, đi lên trước nửa bước nữa là sẽ rơi xuống vực sâu không nhìn thấy đáy, chết tan xác. Nỗi sợ hãi xuất phát từ sự di chuyển của con người ép chặt xuống tim của họ theo bản năng. Các thành viên của giáo phái cảnh giác, giáo đoàn sợ hãi, bàn tay thân thiện đồng thời phủ phục xuống, để mặt dán sát vào nền nhà lạnh lẽo, không một ai có can đảm nhúc nhích. Trong đó những người của giáo đoàn sợ hãi run lên như cầy sấy. Ánh nhìn hờ hững uy nghiêm dường như đến từ nơi vô cùng cao, khiến mỗi một người đều cảm nhận được bản thân vô cùng nhỏ bé. Tương Bạch Miên cũng cúi đầu xuống, trên trán túa mồ hôi lạnh như mưa. Không biết tại sao cô cứ cảm thấy ánh nhìn của chấp tuế U cô tập trung vào nhóm người mình, chứ không phải là tín đồ của ngài. Cạch cạch cạch, hàm răng của Long Duyệt Hồng đánh vào nhau, phát ra âm thanh. Đúng lúc này, khóe mắt của Tương Bạch Miên liếc thấy Thương Kiến Diệu ở bên cạnh bỏ hạt dưa trong tay xuống, khó khăn ôm lấy chiếc ba lô chiến thuật vào trước người. Anh thò tay vào trong ba lô, chậm rãi, run rẩy lục lọi nó để lấy một thứ đồ gì đó. Cuối cùng, Thương Kiến Diệu rút tay phải về, mở lòng bàn tay ra. Trong đó có một miếng ngọc Phật xanh biếc như hồ nước. Bóng tối nồng đậm chớp mắt tuôn ra, nuốt sống ngọc Phật kia. Ngọc Phật dường như mất đi thực thể, trở nên vô cùng hư ảo, cứ thế bị xóa sạch từng tấc một, hoặc là tiến vào thế giới mới hoàn toàn không kết nối với hiện thực. Cũng chỉ 2-3 giây sau, bóng tối rút đi như thủy triều, chậm rãi lùi về phía sau, mảnh ngọc Phật lại dần dần xuất hiện trước mắt Thương Kiến Diệu, một lần nữa có cảm giác vật chất, có thể sờ vào. Gần như đồng thời Tương Bạch Miên cảm thấy bóng dáng phụ nữ như ẩn như hiện bóng tối vô tận đằng sau cánh cửa khép hờ màu trắng kia đưa ánh mắt đến nơi khác. Lại qua thêm vài giây nữa, bóng tối rốt cuộc tiêu tan, ánh sáng đèn tường một lần nữa lấp đầy đại sảnh. Tất cả trở về bình thường, chấp tuế đến theo dõi nơi này một cách bất thình lình, đi cũng rất kỳ lạ. Phù, rốt cuộc Long Duyệt Hồng cũng dám há to miệng thở dốc. Hắn liếc nhìn Bạch Thần bên cạnh, thấy cô vẫn còn hơi run sợ, bèn cố gắng lên tiếng nói, đây là ánh nhìn của chấp tuế. Ừm, Tương Bạch Miên ở một bên khác từng có kinh nghiệm đưa ra câu trả lời khẳng định. Lúc này, Thương Kiến Diệu đã nắm bàn tay lại, một lần nữa cầm lấy mảnh ngọc Phật kia, bắt đầu nhặt hạt dưa rơi dưới đất lên. Tương Bạch Miên nhất thời không biết nên khen anh có tinh thần tiết kiệm hay nên khen nội tâm anh thật là ghê gớm. Long Duyệt Hồng quét mắt nhìn các thành viên còn đang phủ phục dưới đất của ba giáo phái, một lần nữa cảm khái với Bạch Thần. U cô trực tiếp theo dõi nơi này, đưa ra lời cảnh cáo, họ hẳn là sẽ không tiếp tục thảo luận mấy vấn đề có không không này nữa. Hắn vừa dứt lời,
giáo chủ Antoniola đứng trước thánh huy của giáo đường cảnh giác, đeo chiếc mặt nạ màu trắng đơn giản, kích động nói, chấp tuế đã nhìn đến bên này. Điều này chứng tỏ việc biện giải của chúng ta có ý nghĩa, được chấp tuế quan tâm. Mọi người tiếp tục. Trong lúc thu lại tầm mắt, Long Duyệt Hồng vừa vặn nhìn thấy Giác, bạn của Bạch Thần xoay người ngồi dậy. Trên mặt hắn ta cũng hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Cũng có thể hiểu như vậy sao? Đám người này thực sự là... toàn là thứ gì không? Nhất thời, Long Duyệt Hồng cảm thấy mình và Giác có chút ăn ý, tâm linh tương thông. Dĩ, vì sao mình lại muốn tâm linh tương thông với anh ta? Lúc trước anh ta còn có ý với Tiểu Bạch, Long Duyệt Hồng nhanh chóng tìm về lý trí. Trong phần tranh luận tiếp theo, Tương Bạch Miên không còn chuyên tâm lắng nghe nữa, thường xuyên thất thần, Thương Kiến Diệu thì ngược lại, vừa cắn hạt dưa, vừa vỗ tay bốp bốp, vô cùng nhập tâm. Đợi đến khi hội nghị phổ giáo hôm nay kết thúc, năm thành viên tổ điều tra cũ quay trở lại phòng khách của tầng ngầm thứ hai. Tương Bạch Miên mới quay về phía Thương Kiến Diệu, lên tiếng hỏi, Ngọc Phật kia có sự thay đổi gì? Lúc đó Long Duyệt Hồng và Bạch Thần quá sợ hãi, lớp quần áo trong cùng đều ướt đẫm, không chú ý thấy tình huống bên phía Thương Kiến Diệu. Nawa là một người máy thông minh, trên thực tế không có cảm xúc như sợ hãi, nhưng mô đun trung tâm của ông ta phân tích số liệu xung quanh xong đã nói cho ông ta biết. Lúc này phải dùng sách lược rùa đen rút đầu, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân và đồng đội ở mức độ cao nhất. Mà trong trường hợp đó, biểu hiện ra sự sợ hãi sẽ khiến ông ta càng giống một con người. Cho nên, rõ ràng ông ta đã làm khung kim loại rung lên, phát ra tiếng ma sát, nhưng vẫn không ngừng quan sát tình huống bốn phía, giống với Tương Bạch Miên từng có kinh nghiệm tương tự nên khá điềm tĩnh. Thương Kiến Diệu lấy mảnh ngọc Phật trong túi áo ra, nghiêm trang nói, tính chất, màu sắc, độ trong suốt, xúc cảm đều không thay đổi. Cũng không có thêm năng lực gì. Nói đến đây, anh chủ động dừng lại một chút, nhưng tôi cứ cảm thấy nó có điểm gì đấy không giống lúc trước, một chút thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Duyệt Hồng chủ động hỏi. Hắn nhìn ra được Bạch Thần cũng rất tò mò. Thương Kiến Diệu nói liến thoáng một hồi, kể lại những gì xảy ra lúc đó một cách kỹ càng. Quà tặng của Uko, Bạch Thần đưa ra suy đoán. Đừng nói đến từ quà tặng, sau này chưa biết chừng bắt người ta phải trả một cái giá vì nó. Gần đây Tương Bạch Miên mới đọc một quyển truyện ký của thế giới cũ, có bóng ma tâm lý đối với quà tặng. Có lẽ là đánh dấu, Thương Kiến Diệu cố ý hạ thấp giọng, dọa dẫm đồng đội. Hơi thở của Long Duyệt Hồng hơi bị kìm hãm, hắn bất giác thay đổi đề tài, lúc đó anh nghĩ thế nào, sao lại lấy Ngọc Phật ra? Thương Kiến Diệu nghiêm túc trả lời, tôi cảm thấy nó có chút dao động. Long Duyệt Hồng không biết Thương Kiến Diệu nói thật hay là suy nghĩ đặc biệt của người bị bệnh tâm thần. Lúc này Tương Bạch Miên đã thu lại cảm xúc, lật cổ tay xem đồng hồ, nếu tạm thời không phát hiện ra Ngọc Phật có gì bất thường, thì giao cho lão Nawa, bảo ông ấy dùng máy móc để kiểm tra toàn diện. Đợi kiểm tra xong, chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát đến khu phế tích thành phố Thiết Sơn. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, tôi vừa nạp điện vừa kiểm tra, sẽ không mệt. Nawa rất chu đáo với đồng đội. Không được, nếu như xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm sao? Thương Kiến Diệu chân thành nói. Đúng vậy, Bạch Thần tỏ ý tán đồng. Đến 11 giờ đêm, Nawa hoàn thành việc kiểm tra toàn diện. Ông ta cầm mảnh ngọc Phật, nói, ngoại trừ từ trường của nó có sự khác biệt so với các loại đá quý khác, thì những thứ khác đều rất bình thường. Ông ta không có mô hình số liệu tương ứng, không thể tính toán ra rốt cuộc khác nhau bao nhiêu phần trăm. Quả nhiên có chỗ không giống, Tương Bạch Miên lại thở phào nhẹ nhõm. Đến một nơi nào đó, mảnh ngọc Phật này sẽ mang đến sự biến dị, Bạch Thần nghi ngờ nói theo. Nơi nào đó mà cô nói chính là một trong những thánh địa Phật môn, gồm cả công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn, đích đến lần này của tổ điều tra cũ. Có lẽ, Long Duyệt Hồng có chút nghiêm trọng, hy vọng là vậy. Thương Kiến Diệu lại nói với vẻ phấn khởi, có sự thay đổi khác thường mới có đầu mối. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đối phó được. Long Duyệt, Hồng đang định đáp lại một câu như thế, Tương Bạch Miên đã vỗ tay một cái nói, hiện giờ thảo luận cũng không ra được cái gì, được rồi, quay về phòng mình nghỉ ngơi thôi. Lúc quay trở về căn phòng thuộc về hai người, Thương Kiến Diệu xin phép Tương Bạch Miên, nếu đã hồi phục, tôi muốn đêm nay lên chiếc du thuyền xem một chút. Tương Bạch Miên trầm ngâm một lát rồi đáp, hôm nay chỉ xác định tình huống, đừng thử làm gì cả. Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến tinh thần anh lại bị hư tổn,
Như vậy ngày mai chúng ta sẽ không thể đến khu phế tích thành phố Thiết Sơn. Tôi thề, Thương Kiến Diệu giơ ba ngón tay lên, lập tức đồng ý. Đây chính là Thương Kiến Diệu nhỏ tuổi nhất cũng trọng tình cảm nhất kia. Trong căn phòng 912, hành lang tâm linh, Thương Kiến Diệu lại một lần nữa tiến vào đây, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng dành cho khách trên du thuyền. Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng sủa, trời xanh mây trắng đan xen vào nhau. Lúc mình không có mặt, thời gian không ngừng lại. Thương Kiến Diệu vuốt cằm, đẩy cửa phòng ra quay về hành lang nhỏ. Sau đó, anh nhìn thấy một người đi qua trước mặt, ở một cái. Đuôi mắt phải của người này có một nốt ruồi đen. Thương Kiến Diệu nhận ra hắn, hắn là một trong ba người mà lúc trước anh đã đụng phải. Lần đầu tiên gặp nhau hắn còn bình thường, đến lần thứ hai hắn trở nên hỗn loạn điên cuồng. Mà bây giờ, thần trí hắn tỉnh táo, hành động bình thường, không khác gì lần đầu tiên. Không, vẫn còn một điểm khác, không biết hai người bạn đồng hành của hắn đi đâu rồi. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 774, Xương Cá. Thương Kiến Diệu thích nói đùa, luôn cởi mở kia không hề khách sáo, giơ tay phải lên vẫy một cái, này, hai người bạn của anh đâu? Đối phương là người đất xám, anh cố ý đổi ngôn ngữ. Người đàn ông có nốt ruồi đen ở đuôi mắt phải hơi nghiêng người, nhìn về phía tên kia, thuận miệng lẩm bẩm, còn đang trong phòng ăn, ợ. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chợt nhìn thẳng, là thằng nhóc cậu. Cậu coi tôi là lão già ngốc nghếch, hôm qua mới bị cậu trêu đùa, hôm nay đã quên mất cậu rồi sao? Lúc nói chuyện, người đàn ông này đi về phía trước, giơ nắm tay lên. Thương Kiến Diệu không giận, ngược lại còn vui, từ trên cao nhìn xuống, quan sát đối phương. Cùng lúc đó anh còn co cánh tay bên phải lại, để phần áo chỗ cánh tay phồng lên. So với lúc vừa tốt nghiệp đại học còn tương đối gầy gò, cơ bắp còn chưa quá nhiều, sau khi gia nhập tổ điều tra cũ đến nay, Thương Kiến Diệu được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, hiện giờ anh không những nặng hơn nhiều, mà sức lực cũng tăng lên không ít. Nhìn chiều cao đối phương, lại nhìn cơ bắp rõ mồn một dưới lớp quần áo. Người đàn ông có nốt ruồi đen ở đuôi mắt phải lặng lẽ rút tay về, vừa lầu bầu không thèm so đo với cậu, vừa nhấc chân đi về phía bên kia. Hiện giờ hắn, chỉ có một mình, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hơn nữa với khoảng cách thế này, cho dù hắn muốn rút súng, có lẽ cũng không nhanh bằng quả đấm của đối phương. Sau khi nhìn theo người đàn ông này đi xa, Thương Kiến Diệu rượu giơ tay lên vuốt cằm, thời gian quả thực không ngừng lại, nhưng tốc độ trôi không giống với hiện thực. Đã mấy ngày liền anh không tới chỗ này, mà ở đây mới chỉ qua một đêm. Mà sau khi trời sáng, tình trạng hỗn loạn và điên cuồng của đại đa số người ở đây dường như cũng biến mất. Sau khi rút ra điểm mấu chốt, Thương Kiến Diệu sờ bụng, tự nói một câu, nhà hàng. Anh đi về phía mà người đàn ông có nốt ruồi đen bên mắt phải vừa đi ra, tiện thể quan sát căn phòng hai bên. Sau khi đến tận cùng của hành lang, anh thấy nơi đó có một phòng ăn tiệc đứng. Trong số những người đêm qua từng đuổi theo anh, chặn đường anh có khá nhiều người đang cầm đĩa, ăn uống với khí thế ngất trời. Thương Kiến Diệu đi thẳng vào, không ai kiểm tra xem anh có đủ tư cách không. Ừm, người ở trên thuyền chắc chắn đều đã mua vé, hoặc là nhân viên làm việc. Thương Kiến Diệu cầm chiếc đĩa lớn nhất lên, chăm chú kiểm tra xem có những món ăn gì. Món chính là hai loại cháo yến mạch và gạo, nước nhiều nhân ít. Ngoại trừ chúng, còn có khoai tây luộc, rau dưa, khoai nướng. Đồ ăn tổng cộng có 5 món, theo thứ tự là khoai sọ nướng, rau dại xào, cá nướng, không biết là thịt gì nướng, và cá khúc chiên. Lượng của 5 món ăn này rất đầy đủ, nhưng bên trong có 2 loại cá, làm người ta không khỏi cảm thấy như đang ăn hải sản bên bờ biển. Hơn nữa bất kể là nướng hay là chiên, đều thiếu gia vị rõ ràng, có vẻ rất thô sơ. Đã không có nhiều gia vị, vì sao không chọn cách hấp cá đơn giản nhất? Chẳng lẽ số cá này đều bị ô nhiễm, mùi vị khá kỳ cục, cần phải dùng cách nấu nướng nặng hơn để át đi. Thương Kiến Diệu nhìn món cá nướng và cá khúc chiên không còn ra hình dạng, vuốt cằm nói. Có ăn đã không tệ rồi, còn để ý chuyện này làm gì? Một hành khách du thuyền bên cạnh đáp trả anh một câu. Đúng vậy, Thương Kiến Diệu thành khẩn nhận sai. Sau đó, anh múc một miếng cá nướng lớn và hai khúc cá chiên, đặt vào đĩa của mình. Trong sinh vật bàn cổ, cơ hội được ăn cá không có nhiều, Thương Kiến Diệu muốn thưởng thức nhiều thêm một chút. Anh lại lấy khá nhiều rau dại, khoai lang, khoai sọ, khoai tây,
còn cầm bát múc thêm một bát cháo yến mạch. Cầm theo bữa khuya đầy ắp, anh tìm chỗ ngồi xuống, uống nước ừng ực. Đầu tiên anh nếm thử miếng cá chiên, ăn một lúc, trên mặt anh đột nhiên hiện ra vẻ kỳ quặc. Hụ, hụ, khạc khạc, dường như trong cổ họng anh có thêm thứ gì đó, không làm sao lấy ra được. Anh bị hóc xương cá. Cuối cùng, Thương Kiến Diệu không thể nào nhịn được nữa, lựa chọn quay trở về hiện thực. Bóng dáng của anh theo đó biến mất khỏi đại sảnh tiệc đứng của du thuyền. Trong bóng tối, Thương Kiến Diệu mở mắt ra, ngồi phắt dậy, cúi người xuống, liên tục ho khan mấy tiếng. Làm sao vậy? Tương Bạch Miên quan tâm hỏi han. Cô tiện tay mở đèn bàn lên. Thương Kiến Diệu dần trở lại bình thường, trả lời với vẻ cảm thấy may mắn, suýt chút nữa thì chết rồi. Không phải đã bảo anh hôm nay đừng thử làm gì, chỉ xác nhận trạng thái của du thuyền thôi sao? Tương Bạch Miên không nhịn được nói thêm một câu, xảy ra chuyện gì? Thương Kiến Diệu lại hắng giọng, một lần nữa xác nhận trong cổ không có thứ gì dư thừa. Sau đó anh nói như thật, tôi ăn cá bị hóc xương. Tương Bạch Miên bất giác giơ tay lên, muốn xác nhận xem ốc tai của mình còn không. Vừa rồi lúc cô hỏi, đã dự đoán ra rất nhiều cảnh tượng kỳ quặc, nhưng vẫn là đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp Thương Kiến Diệu. Bị hóc xương là thao tác gì? Đây không phải là đang thăm dò bóng ma tâm lý của người khác sao? Lẽ nào chủ nhân căn phòng cũng từng bị hóc xương? Chi tiết chút. Tương Bạch Miên không tự hỏi nữa, trực tiếp để Thương Kiến Diệu tự mình kể lại xem là chuyện gì. Thương Kiến Diệu mang theo tinh thần phấn chấn, kể lại chuyện đồ ăn trong đại sảnh tiệc đứng của du thuyền. Tiếp đó, anh mới nói bản thân nhận thấy tất cả hiện tượng bất thường trên du thuyền đều đã biến mất, mọi người trở về dáng vẻ vốn có. Cho nên, anh bắt đầu ăn ở ngay trong phòng. Tương Bạch Miên cảm thấy đây là chuyện mà Thương Kiến Diệu có thể làm ra. Thương Kiến Diệu thành khẩn đáp lại, cô bảo tôi xác nhận tình hình trên du thuyền, tôi đương nhiên muốn so sánh tiêu chuẩn đầu bếp của họ. Tương Bạch Miên yếu ớt hỏi, trình độ thế nào? Tạm được, trong tình huống nguyên liệu nấu ăn không ổn, thiếu thốn gia vị, mà làm được đến mức độ đó coi như cũng không tệ, chỉ là họ chọn loại cá có nhiều xương. Thương Kiến Diệu nói với vẻ mặt tiếc nuối. Tương Bạch Miên từ đó xác nhận một điểm, tên này thật sự đi thưởng thức đồ ăn. Cô suy nghĩ một chút, đưa đề tài về quỹ đạo, mỗi lần tiến vào, trạng thái đều không giống lúc trước, khoảng cách giữa bình thường và hỗn loạn. Có khả năng, Thương Kiến Diệu nói với vẻ hăng hái muốn thử, tôi đợi lát nữa lại tiến vào xem tiếp. Đừng! Tương Bạch Miên sợ tên này lại chọc ra chuyện gì, đợi thăm dò xong công ty thực phẩm số 2, trên đường quay trở về thành phố Ban Sơ, để cho anh tha hồ thử. Nói đến đây, Tương Bạch Miên ngồi dậy, nói như có điều suy nghĩ, mỗi lần anh tiến vào du thuyền. Thời gian đều đang trôi về phía trước, hơn nữa còn khá nhảy cóc, ban ngày buổi tối, ban ngày buổi tối, cứ thế quay vòng. Nếu như anh cứ ra ra vào vào, để thời gian không ngừng nhảy cóc về phía trước, đến ngày chủ nhân thoát khỏi du thuyền, sau đó sẽ xảy ra điều gì? Trở về lúc ban đầu, hay còn có bí mật khác, hoặc là trực tiếp qua cửa? Thương Kiến Diệu vỗ tay bôm bốp, suy nghĩ này của cô rất có phong thái của tôi. Tôi không cảm thấy đây là một lời khen. Tương Bạch Miên bất lực châm chọc. Dù sao đến lúc đó rồi thử, ngủ đi, ngủ đi. Cô dục Thương Kiến Diệu, cũng tắt đèn bàn đi. Thương Kiến Diệu bình tĩnh lý trí lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Sáng hôm sau, tổ điều tra cũ ra khỏi chiếc thuyền Noah ngầm theo lối vào Thiết Sơn, lên chiếc xe Jeep đã ngụy trang của mình. Xuất phát, lần này đến phiên Thương Kiến Diệu lái xe, anh rất phấn khởi. Từ nơi này đến khu phế tích thành phố Thiết Sơn, đường hầm qua núi và cầu lớn qua cao tốc từ thời thế giới cũ đều có thể chạy thẳng. Có điều ở giữa có rất nhiều đoạn đường bị chặn lại, còn có quái núi thích ném những tảng đá to từ trên cao xuống. Bây giờ các thợ săn di tích thường lựa chọn vòng qua các quả núi lớn. Lần này, Thương Kiến Diệu và người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh của quân cứu thế kia rất ăn ý. Mấy hôm trước đã mời các quái núi đến hỗ trợ khai thông những con đường bị chặn, để nhóm người mình chỉ mất mấy tiếng đồng hồ là có thể đến nơi. Đám người quân cứu thế kia thông qua bà Teresa liên lạc được với người của công nghiệp Liên Hợp. Nhân lúc đối phương còn một tuần nữa mới đến, đã xuất phát đến khu phế tích thành phố Thiết Sơn, định dùng 3-4 ngày để tra xét một lượt. Lái xe cẩn thận một chút, nếu lao xuống dốc núi, lão Nawa sẽ không chịu nổi. Tương Bạch Miên nhắc nhở một câu hay là để tôi lái. Bạch Thần chủ động đề nghị. Tương Bạch Miên lắc đầu, để tên này tiêu hao chút sức lực. Hiện giờ tôi bắt đầu nhung nhớ trạng thái bị thương,
uể oải không phấn chấn của anh ta lúc trước rồi. Thương Kiến Diệu không đáp lại, vừa khởi động ô tô, vừa mở chiếc loa nhỏ. Anh gánh đồ, tôi cưỡi ngựa, nghênh đón bình minh, đưa tiễn hoàng hôn. Trong tiếng hát hào sảng phóng khoáng, chiếc xe lái về một bên khác của dãy núi, tầng ngầm đầu tiên, giáo đường cảnh giác. Giác lấy danh nghĩa đến thăm bạn cũ, đưa ra lời đề nghị gặp Bạch Thần với ủy ban quản lý chiếc thuyền Noah ngầm. Thực ra hắn ta muốn tới truyền giáo. Hắn ta thấy sau khi trải qua ánh nhìn của chấp tuế tối hôm qua, người ở chỗ này còn ai không tin Uko nữa. Mà tín ngưỡng Uko có ba sự lựa chọn, đương nhiên hắn ta không hy vọng tiểu đội có thực lực phi phàm này sẽ gia nhập vào hai giáo phái khác. Đám người hội trưởng Tiết đã đi rồi, Ulrich không nói ra đích đến của đám người Tương Bạch Miên. Đi rồi, Giác rất kinh ngạc, sau khi nhìn thấy điều thần kỳ như vậy họ lại cứ thế rời đi. Đây là người bình thường sao? Đúng vậy, Ulrich không nhiều lời. Giác còn muốn hỏi nữa, đã bị đại giáo chủ Đeo Lô dùng ánh mắt ngăn cản. Quay trở lại đại sảnh giáo đường cảnh giác, Giác đang định lên tiếng, Đeo Lô đã cảm khái hai câu, không phải họ bị dọa sợ nên chạy. Nhìn từ biểu hiện tối qua của họ, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy điều thần kỳ. Việc này, Giác không biết nên nói câu gì tiếp theo. Một đường thuận lợi, thỉnh thoảng lại nghỉ ngơi, khoảng 2 giờ chiều, xe của tổ điều tra cũ đã đến khu gần khu phế, tích thành phố Thiết Sơn. Bởi vì địa thế, họ từ trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh khu di tích này. Không giống khu phế tích chợ đá đỏ, kiến trúc ở nơi này đã bị những người thuộc thời đại hỗn loạn và đầu lịch mới càn quét. Giữa họ còn xảy ra tranh chấp và chiến đấu, phần lớn đều đã sụp đổ, chỉ còn một số ít ngoan cường đứng vững. Dưới ánh mặt trời, chúng giống như những cột mốc đường trong nghĩa trang tĩnh mịch. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 775, Không Người. Khu phế tích thành phố tràn ngập cây cối xanh biếc, đang đắm chìm trong ánh mặt trời buổi chiều, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng gió thổi khe khẽ. Vô số tòa kiến trúc đổ sập xuống giống như những nấm mồ thô sơ, tòa nhà nọ nối tiếp tòa nhà kia, khu vực nọ nối tiếp khu vực kia. Đây là di tích thế giới cũ bị phá hủy nghiêm trọng nhất mà Tương Bạch Miên từng gặp. Đương nhiên, cô còn chưa đi đến những thành phố bị một lượng lớn đạn đạo và tên lửa bao phủ lúc thế giới cũ bị hủy diệt. Trên đất xám cũng không có mấy ai muốn đến những nơi đó, một mặt là khu vực tương ứng bị ô nhiễm phóng xạ vô cùng nghiêm trọng. Cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan hết, mặt khác là những nơi đó đã bị tàn phá đến mức khó tin, rất khó có thu hoạch gì. Tương Bạch Miên đứng bên cạnh xe Jeep, thu lại ánh mắt, nói với đám người Long Duyệt Hồng, ở đây không có thứ gì để đào bới, cứ đến thẳng công ty thực phẩm số 2. Trên đường đừng lơ là, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Đừng vì nơi này xa xôi không bóng người, ngay cả thú hoang bình thường cũng không thấy mấy con mà cảm thấy mình sẽ không bị tập kích. Tin tình báo cho thấy, thỉnh thoảng khu vực này sẽ xuất hiện vô tâm giả cao cấp vô cùng lợi hại. Rất nhiều thợ săn di tích nghi ngờ rằng, lúc trước, qua nhiều lần càn quét của các thế lực con người nhắm vào khu phế tích thành phố Thiết Sơn, vô tâm giả vẫn không bị diệt trừ hoàn toàn. Có một phần lùi sâu vào trong núi. Vô tâm giả cao cấp trong số họ tiến hóa trong 120 năm gần đây, có thể chiến đấu với người thức tỉnh các bậc hành lang tâm linh. Đối với việc này, Tương Bạch Miên khá nghi ngờ, bởi vì vô tâm giả thiếu trí khôn, không có khả năng vượt qua được từng hòn đảo sợ hãi trong biển khởi nguồn. Mà ngoại trừ ở một số rất ít địa phương ở thành phố Thiết Sơn, thì con người chưa từng gặp được vô tâm giả có thể sánh ngang với người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh. Cho nên Tương Bạch Miên cho rằng là những nhóm thợ săn di tích gặp phải vô tâm giả cao cấp đều có thực lực không đủ mạnh, kiến thức không đủ nhiều. Căn cứ vào đặc thù năng lực mà đối phương bày ra, mù quáng coi họ gần với cấp bậc hành lang tâm linh, hoặc là không phải bản thân vô tâm giả cao cấp hùng mạnh, mà là do sự đặc thù của địa phương, ví dụ như nơi này là thánh địa Phật Môn. Liên tưởng đến nữ chuyên gia lưu lộ mà Thương Kiến Diệu đã gặp được trong bóng ma tâm lý của căn phòng 522 lúc trước, Tương Bạch Miên càng nghiêng về khả năng thứ hai. Nữ chuyên gia lưu lộ sống trong công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn vào thời đại hỗn loạn, sau khi Thương Kiến Diệu dùng bản bệnh án trong khu phế tích sắp thép tạo ra bất thường. Cô ta đã để lộ ra diện mạo bị mắc bệnh vô tâm từ sớm, mà năng lực cô ta biểu hiện ra trước đó quả thực có thể sánh ngang với người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh. Thậm chí còn mạnh hơn, khiến Thương Kiến Diệu cả hai lần đều không thể phản kháng,
lập tức rơi vào hôn mê, bị đưa về điểm khởi đầu. Đợi các tổ viên đều gật đầu tỏ ý đã rõ, Tương Bạch Miên lại trầm giọng nói thêm một câu. Cho dù xác suất xuất hiện vô tâm giả cao cấp rất thấp, chúng ta rất khó gặp phải, nhưng cũng phải để ý đến sự thay đổi xung quanh. Chưa biết chừng Viện Nghiên cứu số 8 đã tổ chức một đội ngũ đặc phái viên mới, mạnh hơn, để tới đây diệt khẩu. Diệt khẩu của cô không chỉ là giết nhóm người mình, mà gồm cả việc phá hủy toàn bộ thánh địa Phật Môn công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn này. So với vô tâm giả cao cấp đặc thù trong lời đồn, thì Viện Nghiên cứu số 8 hiển nhiên là kẻ địch thực tế hơn. Cũng có khả năng gặp được hơn, Long Duyệt Hồng không dám lề mề, lập tức đề nghị mặc luôn trang bị vào. Thương Kiến Diệu rất vui mừng, nghiêng đầu nói với Gnawa, lão Gnawa, ông có thể thử mặc áo giáp thông minh sinh học loại hình tắc kẻ hoa. Một thích khách người máy thông minh có thể hòa lẫn vào môi trường bất cứ lúc nào, khó bị phát giác ra từ trước, nghĩ thôi cũng đã thấy lợi hại đến mức giống như ăn gian vậy. Vậy tôi mặc cái gì? Long Duyệt Hồng rất muốn xen miệng vào hỏi một câu, Gnawa lại động lòng, nghe thật sự không tệ. Cũng may không đề nghị một người máy thông minh mặc thiết bị khung xương quân dụng. Tương Bạch Miên đầu tiên là gật đầu tán thành, tiếp đó trêu đùa, trong tiểu đội của chúng ta, người máy thông minh cũng có quyền mặc trang bị. Gnawa gật gật cái cổ bằng kim loại, rất hài lòng với cách nói này. Tương Bạch Miên lập tức nói với Long Duyệt Hồng, anh mặc áo giáp thông minh sinh học loại thiết xả hắc trảo. Trang bị này cũng đã được đặc biệt xử lý phần cánh tay phải, để cánh tay người máy của Long Duyệt Hồng có thể thò ra ngoài. Tương Bạch Miên vốn định để bản thân sử dụng bộ áo giáp thông minh sinh học này, dựa vào năng lực phòng ngự siêu mạnh của nó để lẻn đến gần kẻ địch, sử dụng các năng lực về ảo giác không gian, nhưng sau đó cô phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cô có lẽ sẽ bị lạc đường. Để so sánh, thiết bị khung xương quân dụng có chức năng dẫn đường tự động thích hợp với cô hơn. Hiện giờ Tương Bạch Miên cảm thấy có chút may mắn, trước khi rời khỏi sinh vật bàn cổ, bản thân đã cân nhắc đến chuyện các hoàn cảnh khác nhau sẽ có nhu cầu sử dụng khác nhau. Long Duyệt Hồng không thể nào chỉ hạn chế trong áo giáp thông minh sinh học loại hình tắc kè hoa, vì thế đã bảo người của công ty cũng xử lý bộ áo giáp thiết xả hắc trảo. Sau đó, Bạch Thần mặc bộ thiết bị khung xương quân dụng kiểu mới loại hình M45, Tương Bạch Miên sử dụng loại hình AC-45, Thương Kiến Diệu thì lựa chọn kiểu cũ hơn AC-42, anh chủ yếu khống chế tầm xa, không có nhu cầu quá lớn với cận chiến. Tổ điều tra cũ không keo kiệt điện năng, cứ thế vũ trang đầy đủ đi đến công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn. Dù sao nơi này cách lối vào chiếc thuyền Noah ngầm ở khu Thiết Sơn chỉ có mấy giờ xe chạy, nếu thật sự đến giới hạn, họ hoàn toàn có thể quay về bổ sung thêm điện. Lái đi! Tương Bạch Miên ở vị trí phó lái liếc nhìn Thương Kiến Diệu đang ngồi ngây ra ở bên cạnh. Đúng ra bây giờ đến lượt Long Duyệt Hồng lái xe, nhưng căn cứ vào việc Thương Kiến Diệu từng đến đây, quen thuộc địa hình. Cho nên Tương Bạch Miên bảo anh tuy mới chỉ được nghỉ ngơi nửa tiếng trên đường, nhưng vẫn một lần nữa mặc áo giáp ra trận. Thương Kiến Diệu đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng, điểm khởi đầu sai rồi. Lúc xông vào bóng ma tâm lý, vừa xuất hiện tôi đã ở trong thành phố này. Tôi biết rồi, Tương Bạch Miên dùng giọng điệu sơn nhân tự có diệu kế để nói. Cô ôm ba lô chiến thuật vào trước người, lấy bản đồ thành phố Thiết Sơn được vẽ lại dựa vào một lượng lớn thông tin. Anh xem chỗ nào quen thuộc trước, sau đó trực tiếp đi đến nơi đó. Thương Kiến Diệu chợt nói, hoàn cảnh cũng không đúng lắm, lúc đó đa số kiến trúc còn chưa bị đổ sập xuống. Hiện giờ anh không đủ số liệu tham chiếu. Không đợi Bạch Thần chủ động đề nghị hay là để tôi đi, Thương Kiến Diệu đã mỉm cười, chuyện có tính thử thách thế này, vừa rồi tên kia lại ra sức khước từ. Chẹp, lại nội chiến rồi, nếu cái giá phải trả không phải là mù đường, Tương Bạch Miên rất muốn đẩy tên này xuống xe để tự mình lái. Xe Jeep chậm chạp khởi động, lái về một phương hướng đại khái. Thương Kiến Diệu vừa lái vừa phàn nàn, đường chỗ này khó đi quá, không biết bao lâu rồi không có người đến. Thật sự muốn can thiệp vật chất, trực tiếp nâng xe lên, cao hơn mặt đất 5 phân, cứ thế chạy đi, còn không có lực ma sát. Tiếc là, vẫn không làm được, là Thương Kiến Diệu thành thực kia. Tương Bạch Miên quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Long Duyệt Hồng ngồi giữa Bạch Thần và Gnawa đang cảm thấy buồn cười. Sau đó, tổ điều tra cũ mất hơn 2 tiếng đồng hồ tìm đường trong khu phế tích thành phố này. Đây là một công việc vô cùng khô khan. Nếu không có Thương Kiến Diệu thỉnh thoảng chọc cười, một mình biểu diễn tấu nói nhiều nhân vật, đám người Tương Bạch Miên sẽ cảm thấy không dễ dàng chút nào. Cuối cùng họ cũng tới đích, nhìn thấy tòa nhà 7 tầng vẫn đứng sừng,
sững như trước, chỉ có chút cũ kỹ. Bên ngoài tòa nhà, dây leo xanh biếc đã bắt đầu lan ra, nhưng vẫn chưa bao phủ toàn bộ, một phần vẫn còn để lộ ra dấu vết màu khô vàng. Cửa vào phòng khách tầng 1, tấm biển công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn đã mất từ lâu, không biết bị ai trẻ thanh củi đốt. Nếu không phải Thương Kiến Diệu tự vỗ ngực đảm bảo nơi này chính là công ty thực phẩm số 2, có lẽ Long Duyệt Hồng sẽ nghi ngờ đi nhầm chỗ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài, thấy những tảng đá lộn xộn vương vãi, cỏ dại mọc thành bụi, không nhịn được cảm khái một câu, đã rất lâu rồi không có người đến đây. Nghe thấy câu này, về mặt Tương Bạch Miên đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đừng, đừng nói. Thương Kiến Diệu tỏ vẻ sợ hãi, định ngăn Long Duyệt Hồng lại. Long Duyệt Hồng đang định đáp trả một câu, thì Tương Bạch Miên đã trầm giọng nói, nhóm người của quân cứu thế kia đã xuất phát cách đây 2 ngày. Việc này, tim của Long Duyệt Hồng đột nhiên đập rất nhanh. Với khoảng cách từ chợ đá đỏ đến khu phế tích thành phố Thiết Sơn, nhóm người quân cứu thế kia hẳn là đã đến từ sớm, thăm dò công ty thực phẩm số 2 nhiều lần. Vì sao nơi này vẫn có dáng vẻ như không có người đến? Bạch Thần thử thăm dò, họ lạc đường, nơi này cũng không có ký hiệu. Đây là một phế tích thành phố rất lớn, 1-2 ngày không tìm thấy đích đến là chuyện hết sức bình thường. Có khả năng, Tương Bạch Miên gật đầu, vừa đẩy cửa xe đi xuống, vừa nói chung chú ý một chút. Cô vừa dứt lời, đã thấy Thương Kiến Diệu quăng ba lô chiến thuật ra trước người, kéo khóa. Anh, muốn làm gì? Tương Bạch Miên lập tức cảnh giác. Thương Kiến Diệu mỉm cười, lấy ngọc Phật ra. Trước tiên đừng, Tương Bạch Miên hít vào một hơi. Cô lấy lại bình tĩnh, bổ sung thêm một câu, chúng ta lục soát theo cách bình thường trước, sau mới thử lấy bản bệnh án và ngọc Phật ra xem có thể mang đến sự thay đổi nào không. Ngay từ đầu đã kích thích như vậy, ai mà chịu nổi. Được rồi, Thương Kiến Diệu tỏ vẻ tiếc nuối, thu tay về. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 776, thử. Xuống khỏi xe Jeep, Thương Kiến Diệu trọng tình cảm đưa ra một đề nghị, có cần bắn một phát đạn tín hiệu lên giữa không trung, nói cho đám người từ Đại Đồng biết công ty thực phẩm số 2 ở chỗ này không? Anh không sợ kẻ địch cũng tới à? Long Duyệt Hồng là người tiên nghĩ ra vấn đề trong đề nghị này của Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu không đeo mặt nạ, chợt bật cười, cười đến mức Tương Bạch Miên không hiểu sao cảm thấy quen thuộc. Thương Kiến Diệu nói tiếp, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Chúng ta sẽ mai phục từ trước, đợi kẻ địch thấy tín hiệu chạy tới, vừa vặn rơi vào bẫy dập. Long Duyệt Hồng lại có chút bị thuyết phục, nhất thời không tìm ra có chỗ nào sai. Tương Bạch Miên ha một tiếng, trêu chọc Thương Kiến Diệu. Anh cảm thấy đặc phái viên của Viện Nghiên cứu số 8 có chỉ số thông minh thấp vậy à? Nếu tôi là bọn họ, phát hiện bên này có người phóng đạn tín hiệu, hơn nữa vừa vặn là công ty thực phẩm số 2 mà mình đang muốn tìm. Nhất định sẽ lựa chọn cách oanh tạc hết công suất từ xa, dù sao mục đích của họ cũng là phá hủy thánh địa Phật môn này, chứ không phải là bảo vệ nó, cách nào an toàn thì làm theo cách ấy. Đặc phái viên của Viện Nghiên cứu số 8 làm việc đều tương đối bí mật, nhân viên ít mà tinh. Bên này cũng không phải sân nhà của họ, họ có cách để kiếm được những thứ vũ khí như xe hỏa tiễn, tên lửa sao. Bạch Thần cũng đưa ra ý kiến khác. Vũ khí có thể oanh tạc tầm xa hoặc là rất khó kiếm được, chỉ có thế lực lớn là nắm giữ tương đối nhiều, hoặc là cần đầy đủ nhân thủ tới để thao tác. Ví dụ mấy chục đến mấy trăm khẩu đại bác tuy có thể bao phủ toàn bộ khu vực có công ty thực phẩm số 2 ở cự ly khá xa, nhưng sẽ không được chuẩn xác. Hơn nữa trong cùng một thời gian phải cần dùng đến rất nhiều người, như vậy không giống phong cách của các đặc phái viên Viện Nghiên cứu số 8. Tương Bạch Miên cười giải thích là nhân vật phản diện, kẻ đứng đằng sau màn, âm thầm ủng hộ một vài thế lực và đội ngũ là việc nên làm. Nếu không thì, ai gửi lại tin tức cho họ, ai chuẩn bị vật tư, phòng an toàn cho các đặc phái viên. Mọi người nghĩ mà xem, lúc chúng ta bị tập kích ở thành phố Ban Sơ, vị đặc phái viên kia cũng có đội ngũ giúp đỡ. Chúng ta tuyệt đối không được coi thường Viện Nghiên cứu số 8, có lẽ khu vực xung quanh có các thế lực cỡ trung nghe theo lệnh của họ. Có thể điều ra một đội ngũ có hỏa lực dư thừa để phối hợp với đặc phái viên. Tương Bạch Miên cảm thấy nếu so sánh với Viện Nghiên cứu số 8, sinh vật bàn cổ không còn thích hợp đảm nhiệm vai diễn nhân vật phản diện lớn này nữa. Đúng vậy, Thương Kiến Diệu đấm nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, giống như công ty. Tương Bạch Miên một tay ôm ống phóng rocket,
Vào thôi, lần này cô không để Bạch Thần và Long Duyệt Hồng ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng nữa. Vụ việc ở tòa nhà số 4 khu 2 khu nhà ở của phế tích xưởng sắt thép đã nói cho cô biết. Trong cảnh tượng tương tự, cho nhân thủ quan sát từ nhiều góc độ khác nhau, có lẽ sẽ nhìn thấy được sự khác biệt. Về phần xe Jeep, nó được đỗ ở chỗ rất gần lại tương đối kín đáo, mà công ty thực phẩm số 2 có tổng cộng 7 tầng. Cho dù tổ điều tra cũ leo lên sân thượng, Thương Kiến Diệu cũng vẫn có thể ảnh hưởng đến chiếc xe điện năng này ở tầm xa. Nếu thật sự có ai đến gần, cố gắng lái xe Jeep đi, Tương Bạch Miên cũng có thể cảm ứng được tín hiệu điện. Năm thành viên của tổ điều tra cũ chia làm 3 nhóm, Thương Kiến Diệu và Tương Bạch Miên dẫn đầu, lần lượt đi vào công ty thực phẩm số 2. Tầng 1 của nơi này không còn hình dạng giống với những gì Thương Kiến Diệu đã nhìn thấy trong bóng ma tâm lý kia. Bao bì gói hàng rơi vãi dưới đất gần như không còn lại chút nào, không hề nhìn thấy thùng nhựa trong suốt hoặc đứng hoặc đổ và số lượng lớn quầy hàng nữa. Giống hệt như từng bị châu chấu tàn phá. Long Duyệt Hồng nhìn những bức tường loang lổ và mặt đất nứt nẻ, cảm khái một câu từ đáy lòng. Đây là kết quả sau khi các thợ săn di tích ngày qua ngày, năm qua năm thăm dò nơi này. Tương Bạch Miên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, điều này chứng tỏ chỗ này cũng giống thánh địa Phật Môn khu phế tích xưởng sắt thép. Bề ngoài không có gì bất thường, các thợ săn di tích đã càn quét đến mức đá cũng ép được ra dầu rồi. Đúng vậy, Thương Kiến Diệu phụ họa. Anh đi trước Tương Bạch Miên một bước, phụ trách dẫn đường. Trong 10 phút tiếp theo, tổ điều tra cũ tỉ mỉ tìm kiếm tầng 1 trống không, cũng quan sát tình huống từ bên ngoài cửa sổ, xác nhận không có vấn đề gì. Dựa theo cách thức này, họ đi một mạch đến tầng 3, đến căn phòng có bảng giới thiệu nhân viên mà Thương Kiến Diệu từng phát hiện ra. Bức tường đã bị nổ vỡ nát, ảnh chụp được dán bên trên hoặc là hóa thành vết cháy đen, hoặc là hoàn toàn mất đi bóng dáng, phần chữ giới thiệu cũng vậy. Nơi này từng xảy ra một trận chiến đấu, ít nhất có sử dụng súng phóng lựu. Bạch Thần quan sát tình huống hiện trường, đưa ra phán đoán sơ bộ. Tương Bạch Miên ừm một tiếng, bảng giới thiệu nhân viên bị phá hỏng là do vô tình liên lụy. Nói cách khác, không phải có người đang cố gắng phá hủy mọi dấu vết. Đúng, Nawa đồng ý với lời Bạch Thần và Tương Bạch Miên. Vậy thì chúng ta càng khó tìm được ảnh chụp đã mất, Long Duyệt Hồng nhíu mày nói. Nếu như bức tường còn nguyên vẹn, bảng giới thiệu nhân viên vẫn còn, tổ điều tra cũ có thể sử dụng công nghệ cao của Nawa và một vài thiết bị ông ta mang theo. Phân tích tấm hình đã mất và vết tích tương ứng với phần giới thiệu, xem có thể phát hiện ra đầu mối hữu dụng nào không. Trên mặt Thương Kiến Diệu không hề có vẻ lo lắng, anh nói bằng giọng hăng hái muốn thử, cho nên vẫn phải đánh úp để giành chiến thắng. Đợi trước đã. Tương Bạch Miên không quan sát nữa, chúng ta phân công nhau tìm kiếm ở tất cả các căn phòng, không bỏ qua bất cứ khe hở nào trên tường, xem có tấm ảnh chụp nào được giấu bên trong không. Thẳng thắn mà nói, cô không chắc chắn lắm về điều này, chưa nói đến chuyện đã qua nhiều năm như vậy, ảnh chụp được giấu kín có bị người khác tìm thấy rồi mang đi hay không. Chỉ riêng mục đích mà người kia xé tấm ảnh chụp và phần giới thiệu tương ứng đã khiến cô cảm thấy hai thứ này rất có khả năng bị xé bỏ hoặc đốt cháy ngay lúc ấy rồi. Chỉ lấy đi một tấm ảnh và phần giới thiệu tương ứng, hoặc là để giữ bí mật, hoặc là có nhu cầu về tình cảm đặc thù, khả năng đầu có xác suất cao hơn, hoàn toàn hủy đi chứng cứ vẫn là cách bảo mật tốt nhất. Năm thành viên của tổ điều tra cũ chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ đã hoàn thành việc tìm kiếm cả tầng 3, chủ yếu là do hiện trường còn lại rất ít đồ, rất nhiều chỗ chỉ cần liếc nhìn là biết. Không tìm được gì cả, Long Duyệt Hồng báo cáo tình hình bên mình cho Tương Bạch Miên. Tôi cũng không phát hiện được gì, Nawa lập tức nói theo. Thương Kiến Diệu quyết định không cho bản thân mình là ngoại lệ. Tôi và Đại Bạch cũng thế, nhưng cô ấy cảm thấy quá sạch sẽ, không bẩn như trong tưởng tượng, không có các loại chất thải cũng như phân chuột. Mặt khác, chỗ hẳn là tồn tại hài cốt của Lưu Lộ cũng không thấy, tôi cho rằng không có thợ săn di tích nào lại đem thứ này đi. Lỡ đâu có người thích xương thì sao? Phản bác Thương Kiến Diệu là một Thương Kiến Diệu khác. Bạch Thần đáp lại anh một câu, với tình hình ở đất xám, khả năng này còn thấp hơn việc có người mang xương về nấu canh. Đại đa số dân du cư hoang dã còn đang phải liều mạng vì vấn đề ấm no, không có nhiều người có sở thích kỳ quặc như vậy. Thương Kiến Diệu mỉm cười, cô quên mất cái giá phải trả sở thích dị thường sao. Nếu có người thích ống bô xe ô tô, thì xuất hiện một người thích xương cũng không phải là không có khả năng. Câu này rất có lý, đám người Tương Bạch Miên không thể phản bác. Im lặng một hồi, Bạch Thần nói ra suy đoán của mình, tôi cảm thấy có người đem đi tìm nơi an táng.
Ai? Thương Kiến Diệu hỏi với vẻ muốn nghe kể chuyện. Người từng nhập xác cô ta. Bạch Thần đáp, cô ta hẳn là đối tượng nhập xác đầu tiên của hắn, có lẽ sinh ra chút tình cảm kỳ lạ. Vì sao? Nawa không hiểu lắm. Bạch Thần há miệng, nhưng không tìm được lời lẽ thích hợp để diễn tả. Long Duyệt Hồng cố gắng giúp đó, nhưng không nghĩ ra lý do. Trực giác của phụ nữ. Tương Bạch Miên dạy dỗ ba tên đầu gỗ, nếu các anh đủ tinh tế thì sẽ cảm nhận được khả năng kỳ diệu trong chuyện tình cảm. À, giọng nói mang cảm giác do âm thanh điện tử hợp thành của Nawa diễn giải ra thành đã nhận được gợi ý. Hiển nhiên, ông ta mô phỏng theo Thương Kiến Diệu. Đủ tinh tế. Thương Kiến Diệu liếc nhìn Tương Bạch Miên, vừa nghi hoặc vừa tò mò. Lẽ nào tôi không có? Tương Bạch Miên thiếu chút nữa thẹn quá hóa giận. Cũng may, cô còn nhớ trước mặt là thánh địa Phật Môn đầy kỳ dị, xung quanh chưa biết chừng sẽ ẩn giấu nguy hiểm gì đó, bèn dứt khoát cắt ngang đề tài này. Cô nghiêm mặt nói, được rồi, nếu phương pháp bình thường không có hiệu quả, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu dùng bản bệnh án và ngọc Phật của phế tích xưởng sắt thép. Tiểu Hồng, anh leo ra ngoài cửa sổ, nhìn từ góc độ khác xem có sự thay đổi nào không. Tiểu Bạch, cô ở phía dưới Tiểu Hồng. Một mặt đề phòng anh ta xuất hiện sự cố bất ngờ, mặt khác quan sát toàn bộ tầng này từ bên dưới. Lão Nawa, ông cũng đi ra bên ngoài, điều chỉnh và lắp đặt, sẵn các thiết bị, thu thập số liệu hoàn cảnh một cách khách quan nhất. Rõ, được, không thành vấn đề. Long Duyệt Hồng, Bạch Thần và Nawa lần lượt đưa ra câu trả lời. Đến khi họ vào vị trí của mình, chuẩn bị đầy đủ xong, Tương Bạch Miên nói với Thương Kiến Diệu, có thể bắt đầu rồi, thử bản bệnh án trước. Không biết Thương Kiến Diệu đã lấy ra ngọc sáu giác quan ra từ bao giờ, vừa xoay nó, tụng niệm Phật hiệu, vừa mở bản bệnh án để trong túi quần ra. Bởi vì anh ngồi xếp bằng, lưng cũng tương đối thẳng, cho nên cái giá phải trả của ngọc sáu giác quan có chút rõ ràng, Tương Bạch Miên nhìn thấy, cơ mặt khẽ động đậy. Cô không phải là người cổ hủ, thậm chí bởi vì từng lăn lộn trong ban an toàn mà còn biết trêu đùa bỗ bã. Nhưng cái giá phải trả cùng với việc lần tràng hạt, tuyên Phật hiệu, giữ vẻ mặt nghiêm trang thực sự quá mâu thuẫn, khiến người ta có cảm giác hoang đường. Thương Kiến Diệu thản nhiên dùng giọng điệu tụng niệm kinh Phật để đọc bản bệnh án, Nam Mô A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ và tên Phạm Văn Tư, giới tính nữ, tuổi 52, đã kết hôn, địa chỉ, số nhà 302 tầng 4 khu 2 khu nhà ở dành cho người nhà. Trong giọng đọc trang nghiêm kỳ ảo, Tương Bạch Miên quan sát bốn phía, phát hiện mọi thứ đều bình thường. Đến khi Thương Kiến Diệu đọc xong, cô cầm lấy bộ đàm hỏi tổ viên bên ngoài, có tình huống gì không? Không có, lặp lại ba lần. Thương Kiến Diệu thu lại bản án và ngọc sáu giác quan, trên mặt tỏ vẻ nghi ngờ, lúc tôi ở trong bóng ma tâm lý đều có hiệu quả. Tương Bạch Miên không thử phân tích, suy nghĩ một chút rồi nói, đợi lát nữa thảo luận, lấy ngọc Phật ra thử đi. Thương Kiến Diệu lập tức bỏ miếng ngọc màu xanh biếc như hồ nước ra, cầm trong lòng bàn tay. Anh vừa làm động tác này, Tương Bạch Miên cảm thấy xung quanh dường như tối xuống một chút. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 777, cảnh tượng trong quá khứ. Giác quan của Tương Bạch Miên vô cùng nhạy bén, lập tức nhận ra trong tòa nhà này có thứ gì đó bị kích thích. Sau đó, cô thấy mảnh ngọc Phật trong lòng bàn tay Thương Kiến Diệu bị bóng tối nuốt chửng, biến mất từng chút một giống như lúc ở trong đại sảnh giáo đường cảnh giác. Tương Bạch Miên chợt có linh cảm, nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài, phát hiện ngoài cửa sổ không biết đã bị sương trắng dày đặc bao phủ từ lúc nào, khiến bóng dáng Long Duyệt Hồng đang áp sát gần đó xa xôi như cách mấy trăm mét. Có tình huống, Tương Bạch Miên quay đầu lại, trầm giọng báo cho Thương Kiến Diệu biết. Lúc nói chuyện, ánh mắt cô từ từ ngưng lại, bởi vì đằng sau Thương Kiến Diệu, bức tường vốn để bảng giới thiệu nhân viên không còn đổ nát như lúc trước, mà trở nên vô cùng hoàn chỉnh. Trong ánh sáng đã bị giảm đi nhiều, bên trên nó hiện ra từng tấm ảnh chụp, bên dưới ảnh chụp là phần giới thiệu bằng chữ viết. Tường, Bạch Miên nhìn chăm chú, nhanh chóng xác nhận một điều, trong những bức ảnh đại diện cho nhân viên của công ty thực phẩm số 2 có một vị quản lý bán hàng tên là Lưu Lộ. Điều này hoàn toàn giống với những gì Thương Kiến Diệu đã nhìn thấy trong bóng ma tâm lý của chủ nhân căn phòng 522 lúc trước. Lúc này, Thương Kiến Diệu cũng quay người lại, chép miệng nói, thời gian quay ngược lại. Tương Bạch Miên không trả lời anh, mà đưa ánh mắt về bốn góc bảng giới thiệu nhân viên.
Con ngươi của cô một lần nữa phóng to, bốn góc bảng giới thiệu đều không thiếu bức ảnh nào. Tương Bạch Miên lấy lại bình tĩnh, vội vàng hỏi Thương Kiến Diệu, lúc trước anh nói chỗ nào thiếu ảnh chụp. Bởi vì lúc đó Thương Kiến Diệu dùng lời lẽ để miêu tả, không dùng tay để ra dấu lại toàn bộ bảng giới thiệu nhân viên. Cho nên Tương Bạch Miên không rõ lắm giới hạn vị trí của anh rốt cuộc là dùng bản thân anh hay là dùng bức tường, bảng thông báo để làm tham chiếu. Góc trái bên dưới của bảng giới thiệu nhân viên có thể là góc trái của bản thân bảng giới thiệu, cũng có thể là bên tay trái của Thương Kiến Diệu, hai bên vừa vặn trái ngược nhau. Thương Kiến Diệu phát ra âm thanh cảm thán, thời gian thực sự quay ngược lại. Anh giơ tay lên chỉ vào một chỗ, chỗ đó. Tương Bạch Miên đang định nhìn lại, phân biệt ảnh chụp và chữ viết, thì bỗng nhiên cảm thấy chỗ cửa của căn phòng này có một bóng người lóe lên. Sau đó cô cảm ứng được tín hiệu điện nhất định, nhưng không nhận thấy có sự tồn tại của ý thức nhân loại. Tương Bạch Miên một bên chuẩn bị sẵn sàng sử dụng ảo giác không gian, một bên đưa ánh mắt về phía cửa. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy một bóng người. Đó là một cô gái để mái tóc ngắn màu đen qua tai, bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo vest ngắn màu xanh lam. Đang tuổi thanh xuân, dung mạo thanh tú, giống hệt một người trong tấm ảnh nào đó. Lưu Lộ, Tương Bạch Miên trầm giọng hỏi. Đương nhiên người cô hỏi là Thương Kiến Diệu chứ không phải là cô gái kia. Thương Kiến Diệu gật đầu, cô ta cải lão hoàn đồng. Xí, thế này mà gọi là hoàn đồng. Thương Kiến Diệu thành thực phản bác lại mình, dùng cách nói quay về thời thanh niên mới chuẩn xác hơn. Tương Bạch Miên tỉ mỉ quan sát gương mặt của Lưu Lộ một lát, phát hiện cô ta quả thực không giống như những gì Thương Kiến Diệu nói lúc trước, nhìn kỹ thì hơn 30, hoặc là nhiều tuổi hơn. Đây là một cô gái trẻ tuổi vừa ra trường 3-4 năm, cố gắng dùng kiểu tóc, cách ăn mặc quần áo để thể hiện độ chín chắn cũng như tính chuyên nghiệp của mình. Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu nói chuyện không ảnh hưởng đến Lưu Lộ. Cô gái tuy đã có khá nhiều tơ máu trong mắt nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, coi như họ không tồn tại, từng bước đi về phía bảng giới thiệu nhân viên. Lưu Lộ dừng lại trước bức tường, chăm chú quan sát ảnh chụp và phần giới thiệu bên trên. Thương Kiến Diệu có tính cách rộng rãi, cởi mở đứng ở bên cạnh cô ta, cùng cô ta ngắm nghía. Tương Bạch Miên hơi trầm ngâm, cũng đi tới nhìn về tấm ảnh vốn phải thiếu kia. Trong bức ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 23-24 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả Lưu Lộ. Hắn có dáng vẻ đoan chính, để mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, ngoại hình không có gì đặc thù đáng để nghiên cứu. Tương Bạch Miên chuyển ánh mắt xuống, nhìn vào phần giới thiệu tương ứng, Cát Tuấn Phi, quản lý bán hàng, người thành phố Thiết Sơn. Không phải từ Trường Hà tới, Tương Bạch Miên thở dài trong lòng. Xưởng sắt thép Liên hợp thành phố Trường Hà là tên gốc của phế tích xưởng sắt thép, là một trong năm đại thánh địa Phật Môn, nơi khai quật được bản bệnh án gốc trên người Thương Kiến Diệu. Lúc trước tổ điều tra cũ còn suy đoán, tấm ảnh chụp bị thiếu phải chăng tương ứng với đứa con trai bị tai nạn giao thông sống đời thực vật của Phạm Văn Tư và Lý Cẩm Long. Lúc đó tuy Long Duyệt Hồng đã cố gắng chứng minh điều này không có khả năng, nhưng bây giờ thực sự xác nhận, Tương Bạch Miên vẫn cảm thấy thất vọng. Cô không làm lỡ thời gian, đưa ánh mắt về phía các phần giới thiệu khác, muốn nhớ kỹ chúng, sau này sẽ phân tích cặn kẽ. Trong hoàn cảnh mờ tối, Tương Bạch Miên chỉ xem lướt qua một lần, đã phát hiện ra một vài chi tiết. Tuy rằng thành phố Thiết Sơn là thành phố quy mô lớn, có rất nhiều người từ nơi khác đến làm ăn sinh sống, nhưng nhân viên bộ phận bán hàng của công ty thực phẩm vẫn có một nửa là người địa phương. Điều này chứng tỏ đãi ngộ ổn định, thích hợp với những người không có tham vọng quá lớn. Tương Bạch Miên thầm nói trong lòng, Lưu Lộ đứng bên cạnh Thương Kiến Diệu lại có động tác mới. Khi ánh mắt cô ta nhìn về góc bên cạnh, vẻ mặt dần dần có chút vặn vẹo. Lưu Lộ bước lên trước một bước, đưa tay phải ra, xé ảnh của Cát Tuấn Phi và tờ giấy màu trắng có phần giới thiệu bằng chữ viết xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt, hai tay Lưu Lộ như múa, xé nát tấm ảnh kia ra thành từng mảnh vụn. Thương Kiến Diệu nhìn mà há hốc mồm, hai tay giơ lên lại quên mất vỗ. Ngay sau đó Lưu Lộ cũng xé cả tờ giấy giới thiệu kia thành mảnh vụn. Tên đàn ông cặn bã, Thương Kiến Diệu hăng hái lên tiếng. Lưu Lộ làm ngơ, hoàn toàn không phản ứng lại anh, mang theo đống giấy vụn, tự đi ra khỏi phòng. Tương Bạch Miên chợt có linh cảm, bước nhanh theo sau. Lúc này, ngoài hành lang vô cùng mờ tối, không giống với lúc 4 giờ chiều, mà giống thời điểm gần 6-7 giờ tối, mặt trời chỉ còn là một vệt chiều tà. Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu đi theo sau Lưu Lộ, cùng cô ta đi đến giữa hành lang, rẽ về phía bên trái. Thương Kiến Diệu liếc nhìn bảng chỉ đường, chủ động dừng bước.
nơi này là nhà vệ sinh công cộng, Lưu Lộ đi vào nhà vệ sinh nữ. Thương Kiến Diệu lịch sự đương nhiên không thể tự tiện xông vào. Tương Bạch Miên không định thuyết phục anh, tự mình đi vào. Sau đó, cô thấy Lưu Lộ ném đống giấy vụn trong tay vào trong bồn cầu, dùng chân đạp thiết bị xả nước. Trong tiếng nước xả ào ào, những thứ kia trôi hết vào cống thoát nước. Sau khi thế giới cũ bị hủy diệt, trong thành phố không bị tấn công, nước và điện vẫn được cung cấp bình thường trong một khoảng thời gian. Tương Bạch Miên vừa tùy ý nghĩ, vừa theo dõi Lưu Lộ đứng trước bồn cầu, đang nhìn vào trong, ngực phập phồng dữ dội. Cô ta đang há mồm thở dốc. Cần gì chứ? Không khí nơi này lại không được tốt. Tương Bạch Miên còn tưởng rằng mình bị Thương Kiến Diệu ảnh hưởng, sinh ra suy nghĩ khó hiểu kiểu này trong đầu. Kết quả phát hiện không biết tên này đã đi vào từ lúc nào, đứng ở bên cạnh mình chỉ trỏ ý kiến. Lịch sự đâu? Tương Bạch Miên vừa bực mình vừa buồn cười, nghiêng đầu hỏi. Thương Kiến Diệu liếc nhìn cô, cổ hủ. Thời điểm này còn nghĩ đến chuyện như thế. Đây là Thương Kiến Diệu nào? Tên nhu nhược nhát gan nhưng gian xảo nham hiểm kia. Tương Bạch Miên nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Lưu Lộ đã hô hấp ổn định, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, lại đi đến trước bảng giới thiệu nhân viên. Cô ta đi ngang qua Thương Kiến Diệu và Tương Bạch Miên, không hề liếc mắt nhìn họ cái nào, dường như họ hoàn toàn không tồn tại. Lúc trở lại căn phòng ban đầu, Tương Bạch Miên nhìn quanh một vòng, định chụp tấm ảnh trên bảng giới thiệu nhân viên để lưu trữ. Cô đã nhìn ra được Thương Kiến Diệu rất muốn thử Lưu Lộ. Đúng lúc này, Tương Bạch Miên phát hiện bóng dáng Lưu Lộ dường như trở nên trong suốt. Việc này, trong đầu Tương Bạch Miên vừa hiện ra suy nghĩ, ánh sáng xung quanh đã trở nên sáng sủa hơn. Bóng dáng Lưu Lộ và bảng giới thiệu nhân viên hoàn chỉnh giống như lớp tuyết mỏng bị ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, dần dần tan đi. Tương Bạch Miên theo đó nhìn ra cửa sổ, quả nhiên thấy sương mù dày đặc ở nơi đó đã tan biến. Lúc này cô cầm lấy bộ đàm, hỏi, vừa rồi có tình huống gì không? Long Duyệt Hồng nhanh chóng đáp lại, có. Căn phòng bất chợt trở nên rất tối, bóng dáng của các cô bỗng trở nên mơ hồ không rõ. Tôi cố gắng dùng bộ đàm liên lạc với các cô, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Bạch Thần cũng nói theo, cả tòa nhà dường như tối tăm hơn một chút. Lão Nagua đâu? Tình huống bên ông như thế nào? Tương Bạch Miên hỏi tiếp. Giọng nói mang theo cảm giác âm thanh điện tử hợp thành của Nagua vang lên, tôi đang tổng hợp lại số liệu. Được rồi, kết luận sơ bộ là, từ trường trong tòa nhà vừa có sự thay đổi mãnh liệt. Sao tôi không cảm ứng được? Giọng của Tương Bạch Miên dần nhỏ đi. Không biết là Thương Kiến Diệu nào bật cười, chỉ vì người đang ở trong núi này. Giờ phút này mảnh ngọc Phật kia lại xuất hiện trong tay anh. Tương Bạch Miên ổn định tâm trạng, nhìn ra cửa sổ nói, sắp 5 giờ rồi, tìm kiếm một lượt cuối cùng. Xem nơi này có thêm thứ gì khác không, sau đó rút lui khỏi khu phế tích này trước khi trời tối, ngày mai quay lại. Rõ, tổ trưởng. Thương Kiến Diệu trả lời vô cùng lớn tiếng, không biết là lại chập mạch ở chỗ. Nào, sau khi cố gắng thêm nửa giờ, tổ điều tra cũ xác nhận tình huống trong công ty thực phẩm số 2 không hề khác gì so với trước khi Thương Kiến Diệu sử dụng ngọc Phật. Họ quay lại xe, đi về phía rìa thành phố. Trên đường, mấy người đều không thảo luận, định sau khi dựng trại rồi mới cho đầu óc thả phanh suy nghĩ. Lái một lúc, Bạch Thần tinh mắt nói, xe của quân cứu thế. Một chiếc xe tối màu từ hướng khác lái tới chính là chiếc xe của Từ Đại Đồng và Lê Thủ Nghĩa. Thương Kiến Diệu hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay, các anh rốt cuộc cũng tới rồi. Ở vị trí lái phụ của chiếc xe tối màu, Từ Đại Đồng thò đầu ra, chúng tôi đã đến công ty thực phẩm số 2. Không phát hiện ra gì, còn gặp phải vô tâm giả cao cấp kỳ quặc tập kích, làm sập cả cửa chính của tòa nhà. Hả? Long Duyệt Hồng không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tổ điều tra cũ mới rời khỏi công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn không bao lâu, cửa chính của nơi đó tuy rằng mở rộng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 778, phim tình cảm. Tương Bạch Miên cũng liên hệ lời của Từ Đại Đồng và những gì đội ngũ của mình gặp phải với nhau. Hai bên rõ ràng đến cùng một chỗ, vì sao những gì nhìn thấy lại khác biệt? Hơn nữa tổ điều tra cũ rời công ty thực phẩm số 2 không bao lâu, người của quân cứu thế rõ ràng là đến từ một hướng khác, điều này chứng tỏ họ thăm dò trước. Sau đó tổ điều tra cũ mới đến,
cửa chính của tòa nhà bị đổ nát cũng không thể nào quay ngược thời gian trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu. Ở giữa nhất định tồn tại vấn đề gì đó. Lúc Tương Bạch Miên giơ tay lên sờ ốc tai sinh vật của mình, Thương Kiến Diệu vừa mới vẫy tay cười nhạo đám người từ Đại Đồng, không phải các anh đi nhầm chỗ rồi đấy chứ. Coi nơi khác là công ty thực phẩm số 2. Từ Đại Đồng ra hiệu cho Lê Thủ Nghĩa đỗ xe vào một bên, mình thì đẩy cửa đi xuống, nói, không phải là tòa nhà chưa bị đổ nát ở hướng kia sao? Anh ta chỉ về nơi mà tổ điều tra cũ vừa từ đó đi ra. Tương Bạch Miên liếc nhìn Bạch Thần, ý bảo cô cũng đỗ xe lại. Sau đó, Tương Bạch Miên đi xuống, đứng cách một đoạn hỏi Từ Đại Đồng, anh có thể miêu tả lại tình huống nơi đó không? Từ Đại Đồng là người có kinh nghiệm phong phú, lập tức nhận ra có điều bất thường, anh ta nhặt ra các trọng điểm mà bản thân nhìn thấy trong công ty thực phẩm số 2, miêu tả lại một lần. Ngoại trừ cửa chính bị họ làm sập, những nơi khác đều giống hệt như những gì mà tổ điều tra cũ nhìn thấy. Các anh quả thực không bị lạc đường. Thương Kiến Diệu cũng xuống xe, nói có chút vui mừng. Tương Bạch Miên trầm ngâm một lúc rồi nói, công ty thực phẩm số 2 mà chúng tôi nhìn thấy có chút khác biệt với chỗ mà các anh đã đến, bây giờ chúng tôi định quay trở lại xác nhận một chút. Đi cùng nhau nhé, Từ Đại Đồng đề nghị. Tương Bạch Miên suy nghĩ một chút rồi nói, được. Cô lại hỏi một câu, các anh chỉ đi một chiếc xe, trên xe chỉ có 4 người. Từ Đại Đồng gật đầu, những người khác đợi giao dịch ở chợ Đá Đỏ, đến cũng không có ích gì, hành động kiểu này cần nhân số ít mà tinh, tiện cho việc rút lui. Di chuyển mang tính chiến lược. Long Duyệt Hồng thầm giúp anh ta bổ sung một câu. Tương Bạch Miên không dài dòng thêm nữa, lại lên xe, bảo Bạch Thần lái trở về công ty thực phẩm số 2. Chiếc xe tối màu của quân cứu thế vẫn duy trì một khoảng cách, đi theo sau họ. Qua một hồi, tòa nhà công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn vẫn đứng sừng sững trong khu phế tích, chỉ là mất đi bảng hiệu, một lần nữa xuất hiện trước mắt mấy thành viên của tổ điều tra cũ. Trên bề mặt tòa nhà có rất nhiều cây leo màu xanh biếc, để lại một ít dấu vết khô vàng, rất có cảm giác điều hưu tan hoang. Lúc này đám người Tương Bạch Miên không quan tâm đến cái đó, mà là cửa chính. Họ ngưng mắt nhìn lại, thấy nơi đó đã bị sụp đổ gần như toàn bộ, tạo thành đống phế liệu, cần phải vượt qua nó mới có thể đi vào trong công ty thực phẩm. Mà lúc vừa rồi tổ điều tra cũ vào thăm dò, nó rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn. Nhất thời Long Duyệt Hồng có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ. Giấc mơ này bắt đầu từ lúc họ tiến vào khu phế tích thành phố Thiết Sơn, kéo dài cho đến khi họ gặp được người của quân cứu thế. Tương Bạch Miên ổn định tinh thần, xoay người, cao giọng hỏi đám người từ Đại Đồng, các anh tới đây vào lúc nào? Từ Đại Đồng nhanh chóng đưa ra đáp án, buổi sáng hôm qua. Buổi sáng hôm qua, cửa chính của công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn đã bị đổ sập. Nghe thấy câu trả lời này, mấy thành viên của tổ điều tra cũ đồng thời rơi vào im lặng. Một lát sau Bạch Thần không kiềm chế được, thấp giọng tự nói, rốt cuộc chúng ta vừa thăm dò nơi nào. Tương Bạch Miên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nagua, lão Nagua, lúc ấy ông có phát hiện ra điều gì bất thường không? Không có. Nagua lắc đầu trả lời, tôi thấy cửa chính vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa trong quá trình chúng ta đi vào, cũng không phải vượt qua chướng ngại vật gì. Từ Đại Đồng nghe thấy người máy thông minh này nói chuyện, đã hiểu đại khái đội ngũ của Tiết Thập Nguyệt gặp phải chuyện gì. Anh ta cân nhắc rồi nói, có lẽ các cô vừa đến gần khu vực này đã kích hoạt sự dị thường nào đó, tiến vào ảo ảnh. Có lẽ, Tương Bạch Miên không phản bác. Cô nhìn quanh một vòng, ngăn lại Thương Kiến Diệu đột nhiên hăng hái, nói với đám người từ Đại Đồng, tình huống cụ thể như thế nào còn cần điều tra. Nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, chúng tôi định rút lui khỏi khu phế tích này trước, sáng mai rồi quay lại. Rất lý trí. Từ Đại Đồng khen một câu, chúng tôi cũng lên kế hoạch như vậy. Tương Bạch Miên ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại hỏi thêm một câu, sau khi thăm dò công ty thực phẩm số 2, các anh đã đi đâu? Chúng tôi đang tìm tòa nhà chính quyền, hy vọng có thể lấy được tư liệu kiến trúc và bản đồ quy hoạch cải tạo thành phố cũ, điều tra xem ông đã từng gặp qua chuyện bất thường nào ở chỗ này. Từ Đại Đồng thành thật trả lời, chuyện của Mông được tổ điều tra cũ nói lại cho đám người của quân cứu thế biết trong hai lần bổ sung thông tin cho nhau về sau này. Nhưng cũng không nói quá rõ ràng tỉ mỉ, họ chỉ nói chủ nhân đầu tiên của chiếc thuyền Noah ngầm từng đi qua thành phố Thiết Sơn, tham gia vào hạng mục cải tạo thành phố cũ, sau khi thế giới cũ bị hủy diệt đã thức tỉnh năng lực thuộc về lĩnh vực Bồ Đề. Trong mắt đám người từ Đại Đồng đã biết công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn là thánh địa Phật môn,
Sự liên hệ này quả thực đủ để nghi ngờ, là một phương hướng điều tra quan trọng. Tìm được chưa? Đối với chuyện này, Tương Bạch Miên cũng cảm thấy hứng thú. Tìm thì tìm được rồi. Từ Đại Đồng cười khổ, nhưng không có thu hoạch gì. Các thợ săn di tích từng đến nơi này thực sự quá nhiều, đã càn quét sạch sẽ chỗ đó. Các thứ như bản đồ quy hoạch, tài liệu kiến trúc đều có thể dùng để nhóm lửa và chùi mông, ổ cứng lưu trữ số liệu điện tử của chúng lại là tài nguyên có thể thu hồi để giao dịch. Ôi! Thương Kiến Diệu ở bên cạnh thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối rất nhập tâm. Căn cứ vào việc nhìn mặt đoán ý và suy luận logic, Tương Bạch Miên cho rằng Từ Đại Đồng không nói dối. Cô lật cổ tay xem đồng hồ điện tử, nói, sau khi xác nhận vào ngày mai, chúng tôi có một vài thông tin có thể chia sẻ với các anh. Sau khi trao đổi thêm về chỗ đặc biệt của vô tâm giả cao cấp đã tập kích đội ngũ quân cứu thế, tổ điều tra cũ tạm biệt đám người Từ Đại Đồng, hẹn sáng mai 10 giờ tập trung ở cửa công ty thực phẩm. Dưới bóng đêm thâm trầm, bên ngoài khu phế tích thành phố Thiết Sơn, trong một khe núi kín đáo, tổ điều tra cũ ăn tối xong, vây quanh bên đống lửa, thảo luận những gì xảy ra và thu hoạch được trong buổi chiều. Bước đầu nghi ngờ đây là ảo ảnh, ngày mai thăm dò thêm rồi tính. Tương Bạch Miên tóm lược những chỗ kỳ dị, hiện giờ, chúng ta cần suy tính xem Cát Tuấn Phi là ai, vì sao người nhập xác lưu lộ lại muốn xé rách ảnh và phần giới thiệu của anh ta. Thương Kiến Diệu đã nghĩ ra từ sớm, lập tức nói không kịp chờ đợi, Cát Tuấn Phi và Lưu Lộ từng là người yêu, nhưng anh ta ngoại tình với người khác, bỏ rơi Lưu Lộ. Kẻ nhập xác Lưu Lộ kia xé nát ảnh chụp là để trút giận thay cô ta, hoàn thành tâm nguyện cho cô ta, loại trừ chấp niệm cho cô ta, kết thúc vòng nhân quả này, hoàn toàn tiếp nhận cơ thể. Đám người Tương Bạch Miên nghe nửa đoạn đầu còn cảm thấy tuy rằng hơi xến sẩm một chút, nhưng vẫn có thể tính là một khả năng, nhưng sau đó lại một lần nữa xác nhận. Suy nghĩ của tên này không thể dùng lẽ thường phán đoán, anh ta nói một lúc từ phim tình cảm đô thị biến thành phim tu tiên huyền ảo. Đợi Thương Kiến Diệu ào ào nói hết, Long Duyệt Hồng ngập ngừng nói, thu hoạch lần này chưa chắc đã có tác dụng, chỗ chúng ta đi vào không biết có phải là công ty thực phẩm số 2 thật không. Cứ giả thiết trước đã, Tương Bạch Miên nhấn mạnh. Long Duyệt Hồng a một tiếng, tôi lại có suy đoán khác. 1. Cát Tuấn Phi chính là người đã nhập xác lưu lộ, anh ta tiêu hủy ảnh và phần giới thiệu của mình là để giữ bí mật. Nhưng tổ trưởng từng nói, vẻ mặt của lưu lộ lúc đó rất vặn vẹo, mang theo cảm giác căm hận, chi tiết này không đúng lắm. 2. Lúc trước Tiểu Bạch từng suy đoán, người nhập xác lưu lộ kia có tình cảm kỳ lạ nhất định với cô ta. Tôi nói không phải ý đó, là do vị kia nhập xác lâu ngày, lại là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ sinh ra tình cảm kỳ diệu đối với cơ thể. Lưu lộ mà Đại Bạch và này nhìn thấy lúc đó hẳn là vừa bị nhập xác không lâu, nếu không thì không đến mức nhìn bảng giới thiệu nhân viên lâu đến như vậy. Bạch Thần ngắt lời Long Duyệt Hồng, nhưng suy đoán của anh cũng không sai, có lẽ vị kia trước khi nhập xác đã có tình cảm nhất định với Lưu lộ. Cho nên lúc thế giới cũ bị hủy diệt anh ta trực tiếp lựa chọn Lưu lộ khi ấy đã trở thành vô tâm giả, hy vọng có thể để cô ta và tính mạng của mình được tiếp tục kéo dài. Tương Bạch Miên chợt có linh cảm, phân tích tiếp, cho nên anh ta chưa bao giờ cân nhắc đến việc thay đổi đối tượng nhập xác. Không chiếm cơ thể của chủ nhân căn phòng 522 cho đến khi cơ thể của Lưu lộ hoàn toàn mất đi hoạt tính. Kết hợp với nửa câu trước của này, có lẽ Lưu lộ và Cát Tuấn Phi thực sự là người yêu sau khi người thích Lưu lộ kia nhập xác. Nhìn thấy ảnh chụp của tình địch, đương nhiên sẽ căm thù đến tận xương tủy, xé nát nó ngay tại chỗ. Việc này ăn khớp với vẻ mặt căm hận, vặn vẹo mà Lưu lộ để lộ ra lúc ấy. Nói đến đây, Tương Bạch Miên dừng một chút rồi nói, như vậy, dường như có thể thêm con trai của Lý Cẩm Long và Phạm Văn Tư, người thực vật được đưa đến một bệnh viện nào đó ở phía Bắc tiến hành điều trị kiểu mới vào trong này. Hai mắt Bạch Thần sáng lên, đúng vậy, lúc trước có lẽ anh ta thực sự làm việc ở công ty thực phẩm số 2, đồng thời thầm yêu Lưu lộ, hoặc là hai bên lén lút yêu đương, chỉ kém lên giường, kết quả, lúc đó anh ta bị tai nạn giao thông, trở thành người thực vật. Vài năm sau, trước khi thế giới cũ bị hủy diệt, anh ta dùng trạng thái nào đó quay về, một mặt đứng ở phía xa xem cha mẹ của mình, xác nhận tình huống của họ, mặt khác tới thành phố Thiết Sơn, theo dõi cuộc sống của Lưu lộ, phát hiện sau khi tiến vào công ty, cô ta đã hẹn hò với Cát Tuấn Phi. Cát Tuấn Phi không những cướp bạn gái của anh ta, hơn nữa ảnh chụp còn chiếm vị trí cũ của anh ta. Sau khi nhìn thấy, anh ta nổi giận không thể kiềm chế. Tương Bạch Miên nghe vậy thì gật đầu lia lịa, có chút phấn khởi.
Tuy đây chỉ là suy đoán của Bạch Thần, nhưng khá hợp tình hợp lý, rất nhiều chi tiết đều sâu chuỗi lại. Quả nhiên, chỉ có người tinh tế mới có thể đưa ra suy đoán như vậy. Tương Bạch Miên bất giác nghiêng đầu, nhìn về phía Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng và Nagua, định hỏi xem họ có suy nghĩ khác nào không. Ba tên này đều ngây người lắng nghe, mặt nghệt ra không theo kịp tiết tấu. Thấy Tương Bạch Miên nhìn lại, Thương Kiến Diệu bất giác giơ hai tay lên, bốp bốp bốp, anh vỗ tay. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 779, kết quả của việc khoác lác. Bạch Thần cũng đã trải qua vài lần được Thương Kiến Diệu vỗ tay, không cảm thấy lần này có gì phải xấu hổ. Đương nhiên, chủ yếu là vì phân tích vừa rồi của cô cũng không phải điều gì mất mặt. Thế nào, có ý kiến gì không? Tương Bạch Miên phớt lờ Thương Kiến Diệu, hỏi Nagua và Long Duyệt Hồng. Nagua căn cứ vào kết quả phân tích, đáp, kéo tơ bóc kén, có độ hợp lý khá cao, chỉ là thiếu chứng cứ. Đánh giá xong, là một người máy thông minh thành thật, ông ta đưa ra một vấn đề, sao các cô có thể suy đoán ra được một đống thứ chỉ từ thu hoạch ngày hôm nay? Giống như nhìn thấy nửa dấu son môi, có thể tái hiện lại cả một câu chuyện tình yêu sống chết đau khổ. Đúng vậy, Long Duyệt Hồng cũng có cảm xúc và sự nghi hoặc tương tự. Tương Bạch Miên cười nhạo, các anh đấy, tâm tư không đủ tinh tế, khá chậm chạp về phương diện tình cảm. Nào có, Long Duyệt Hồng luôn cảm thấy mình là người giàu tình cảm và tinh tế. Lúc này, Thương Kiến Diệu phát biểu ý kiến của mình, tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi còn thiếu một người bạn đồng hành, một thành viên có trực giác kinh người của phái nữ trong Hội Dân Chủ Hiệp Thương Thương Kiến Diệu. Điều này khiến tư duy của chúng tôi không đủ hoàn chỉnh, có sự khuyết thiếu rất lớn. Chúng tôi là ý chỉ các Thương Kiến Diệu, anh còn muốn tạo ra một nhân cách nữ. Tương Bạch Miên vừa nghe đã hiểu ra ý của Thương Kiến Diệu, suýt chút nữa không khống chế được cơ trên mặt. Cô không dám tưởng tượng Thương Kiến Diệu nữ sẽ có dáng vẻ thế nào. Nagua cũng không hiểu lắm về sự nuối tiếc của Thương Kiến Diệu, bây giờ anh đã có hai người bạn nữ có trực giác kinh người rồi. Vấn đề duy nhất của hai cô ấy là không phải thành viên của Hội Hiệp Thương Dân Chủ Thương Kiến Diệu, nhưng việc này cũng không phải không thể giải quyết. Căn cứ vào điều lệ quản lý hôn nhân của sinh vật bàn cổ, chỉ cần hai người kết hôn thì chẳng khác nào là người một nhà, hai cô ấy cũng tương đương với thành viên của Hội Hiệp Thương Dân Chủ Thương Kiến Diệu. Đợi đã, lão Nagua, ông đang nói gì đấy? Đồ người máy nhà ông. Long Duyệt Hồng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gào thét trong lòng. Vẻ mặt của Tương Bạch Miên và Bạch Thần có chút dại ra, Nagua tự mình phát hiện ra một vấn đề. Có điều lệ quản lý hôn nhân của sinh vật bàn cổ các anh quy định không được cưới nhiều người. Chỉ được một vợ một chồng, cho nên anh chỉ có thể chọn một. Không, từ chọn này không thỏa đáng, hôn nhân phải đến từ hai phía. Lão Nagua, Tương Bạch Miên hít vào một hơi, đừng đưa chủ đề đi xa quá. Được, Nagua tỏ ý đã hiểu. Long Duyệt Hồng vội vàng đổi chủ đề, nếu như người nhập xác lưu lộ thực sự là con trai của Phạm Văn Tư và Lý Cẩm Long. Vậy thì anh ta rất lương thiện, bao nhiêu năm qua, không biết đã có bao nhiêu thợ săn di tích xông vào công ty thực phẩm số 2, gồm cả vị chủ nhân của căn phòng 522 lúc trước, nhưng anh ta chỉ xua đuổi, hoặc là mặc kệ, không thực sự làm tổn thương họ. Nếu không, công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn đã sớm mang danh người sống chớ vào. Thương Kiến Diệu nghe vậy, giơ tay trái lên, dựng thẳng trước ngực, Nam Mô A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đây là từ bi hỷ xả. Bạch Thần gật đầu, nếu không thì cũng không trở thành thánh địa Phật môn. Sau khi họ thảo luận thêm một hồi, Tương Bạch Miên tổng kết lại, hiện nay đây là suy đoán tương đối hợp lý. Có thể liên hệ hai thánh địa Phật môn là công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn và xưởng sắt thép liên hợp thành phố Trường Hà lại với nhau. Có điều, đây chưa chắc đã là thật, năm đại thánh địa của Phật môn liên quan đến hai vị chấp tuế Bồ Đề và Trang Sinh, hai ba thánh địa một tổ là liên tưởng hợp lý. Nhưng công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn chưa chắc đã liên quan đến xưởng sắt thép liên hợp thành phố Trường Hà. Còn có thể là trường trung học số 1 Đài Thành, trung tâm y tế sản khoa Hoắc Mẫu và làng Lâm Hà thành phố Đại Giang. Ý của cô là năm đại thánh địa chia ra làm hai tổ, một tổ liên quan đến Bồ Đề, một tổ liên quan đến Trang Sinh. Thương Kiến Diệu mỉm cười, dù sao bây giờ chúng ta chỉ là to gan đặt giả thiết. Anh sử dụng câu cửa miệng của Tương Bạch Miên. Tương Bạch Miên hứ một tiếng, nghiêm mặt lại nói, giả thuyết những gì chúng ta vừa suy đoán đều đúng,
công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn và xưởng sắt thép liên hợp thành phố Trường Hà là một tổ. Vậy thì nhân vật then chốt để liên hệ chúng với nhau hiện nay xem ra chính là người con trai sống đời thực vật của Phạm Văn Tư và Lý Cẩm Long. Anh ta là... Nói đến đây, với lá gan của Tương Bạch Miên, cô cũng không khỏi ngừng một chút. Anh ta là căn cứ để Bồ Đề giáng thế. Hoặc là, thí nghiệm lúc trước đã khiến anh ta tiếp xúc với Bồ Đề, trở thành Bồ Đề. Tương tự, Giang Tiểu Nguyệt tham gia cùng một loại thí nghiệm, trở thành người giám, sát hoặc là trang sinh. Căn phòng của Giang Tiểu Nguyệt trên hành lang tâm linh bắt đầu bằng số 5, nó đối ứng với người giám sát tháng 5 hoặc là thuộc về trang sinh cả năm. Tổ trưởng, cẩn thận thiên lôi giáng xuống. Long Duyệt Hồng càng nghe càng run rẩy trong lòng. Bạch Thần không hiểu sao dùng mình một cái, đưa ra một phản chứng trước khi thế giới cũ bị hủy diệt một khoảng thời gian. Phạm Văn Tư đã có thể cảm nhận được con trai thường lui tới xung quanh, điều này chứng tỏ lúc đó con của bà ta đã nhận được năng lực thuộc lĩnh vực Bồ Đề, đồng thời thực lực còn rất mạnh. Nếu như anh ta là chấp tuế, lúc thế giới cũ bị hủy diệt, không thể nào không bảo vệ được cha mẹ mình và đối tượng yêu thầm. Điều này cũng đúng. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu, nếu anh ta trở thành Bồ Đề vì cuộc thí nghiệm kia, vậy thế giới mới lại là chuyện gì? O'Reilly nói một bộ phận nhân viên của Viện Nghiên cứu số 8 đã trở thành chó săn cho bóng tối lại phải giải thích như thế nào. Tương Bạch Miên nói xong, Thương Kiến Diệu bắt đầu vắt óc suy nghĩ, dường như muốn biên soạn ra một câu chuyện giàu trí tưởng tượng, hơn nữa có thể sâu chuỗi lại toàn bộ đầu mối. Cho dù là Thương Kiến Diệu, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Tương Bạch Miên thấy không có ai lên tiếng trước, một tiếng, tạm tạm rồi, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, sáng mai còn phải quay lại công ty thực phẩm, xác nhận lại những gì gặp phải hôm nay. Sau khi đám người Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đáp lại, Tương Bạch Miên nhắc nhở một câu, phải cẩn thận vô tâm giả cao cấp mà đám người Từ Đại Đồng gặp phải hôm nay. Theo Từ Đại Đồng nói, điểm đặc biệt nhất của vô tâm giả cao cấp này là dường như biết rõ mọi sự bố trí của họ, vượt qua phạm vi giám sát của hai thành viên quân cứu thế. Lèn đến gần anh ta và Lê Thủ Nghĩa, nếu không phải anh ta có năng lực đặc thù, sợ rằng cả tiểu đội đã bị tiêu diệt rồi. Theo đó, Từ Đại Đồng nghi ngờ vô tâm giả cao cấp kia không những biết cách ẩn giấu ý thức bản thân, hơn nữa còn nắm giữ năng lực có thể lặng lẽ tra xét trạng thái mục tiêu, ví dụ như dự báo của lĩnh vực Bồ Đề. Nghe tổ trưởng nói, Long Duyệt Hồng đột nhiên cảm thấy bóng đêm trở nên sâu hơn, nặng nề hơn, gió thổi qua khe núi dường như cũng mang theo ánh nhìn nào đó. Hắn suýt xoa một tiếng, nói như tự trấn an mình, tổ trưởng yên tâm, không phải còn có lão Nawa sao. Ông ấy có thể giám sát không bị hạn chế, chuẩn bị đầy đủ pin cho ông ấy là được, cô còn có thể cảm ứng được tín hiệu điện sinh vật. Vô tâm giả cao cấp kia chắc chắn là không biết cách che giấu cái này, đến gần một chút là sẽ bị cô phát hiện. Nói thì là như vậy, Tương Bạch Miên dừng lại một chút, liếc nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, Long Duyệt Hồng cảm thấy bóng đêm trở lại bình thường, gió thổi qua chỉ hơi lạnh một chút. Cứ cảm thấy vừa rồi có ai theo dõi chúng ta. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Thương Kiến Diệu giơ tay lên vuốt cằm. Đúng vậy. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu một cái. Hai người đừng dọa tôi sợ. Long Duyệt Hồng biết tổ trưởng sẽ không nói đùa vào những thời điểm như thế này. Bạch Thần và Gnawa đều im lặng, chăm chú quan sát bóng tối xung quanh. Đợi một hồi, Tương Bạch Miên che miệng ngáp một cái, hình như thật sự không có. Ngủ đi, chiếu theo thứ tự trực đêm đã quy định từ trước mà làm. Lão Nawa vất vả một chút, đêm nay đừng mở chế độ tiết kiệm điện. Được, Nawa hiện giờ đã sạc đủ pin. Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu một trước một sau lên xe Jeep, tìm vị trí nằm xuống. Nawa lựa chọn ngồi bên đống lửa, canh gác cả đêm. Long Duyệt Hồng và Bạch Thần một người ôm súng trường chiến sĩ điên cuồng, một người khác khoác súng tự động, dùng trạng thái cách nhau 2-3 bước, đi vòng quanh lán trại để tuần tra. Đêm xuân, ở chỗ cạnh núi non, khó tránh khỏi gió lạnh, Long Duyệt Hồng liếc mắt nhìn bên trái, lại liếc mắt nhìn bên phải, lấy dũng khí nói với Bạch Thần, cô có cần mặc thêm áo không? Không cần. Tố chất cơ thể của Bạch Thần bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc vừa gia nhập sinh vật bàn cổ. Tuy cô vì tuổi tác có chút lớn, nên hiệu quả ưu hóa gen không được tốt lắm, nhưng vẫn nâng cao hơn một chút. Hơn nữa gen cải tạo liên quan đến thiên phú súng ống có khá nhiều loại, gồm thị lực, phản ứng, tính phối hợp. Những thứ này đều thuộc về tư chất cơ thể. Long Duyệt Hồng không biết nên nói tiếp thế nào, im lặng đi phía trước tuần tra một hồi, nghĩ ra đề tài mới. Thực ra, cũng không cần quá căng thẳng,
quá ỷ lại tổ trưởng, này và lão Nawa, tôi cũng có năng lực cảm ứng xung quanh. Bạch Thần nhớ lại rồi nói, trong cánh tay người máy của anh có vi mạch phụ trợ và thiết bị thu thập thông tin hoàn cảnh. Nếu cánh tay nhân tạo loại hình cá trình điện cũng có thể lắp thêm vi mạch phụ trợ, thì cánh tay đa chức năng loại hình T1, một sản phẩm máy móc điện tử, không lý nào lại không có nó. Long Duyệt Hồng thấy Bạch Thần có hứng thú với đề tài này, lập tức vui mừng giới thiệu, mỗi một khoảng thời gian, tôi sẽ thông qua cánh tay người máy thu thập thông tin hoàn cảnh trong một phạm vi nhất định, tiến hành so sánh phân tích với trước đó, một khi có gì thay đổi, sẽ nhanh chóng phát sinh vấn đề, ví dụ như tuy vô tâm giả cao cấp kia có thể che giấu ý thức bản thân, nhưng tôi nghĩ hắn hẳn là không thể loại trừ mùi trên người, tập quán hành vi của bọn họ giống như thú hoang, không thích tắm lắm, trừ phi năng lực người thức tỉnh của hắn thuộc về ẩn nấp, mới có che giấu thứ này. Long Duyệt Hồng càng nói càng hăng say, đến lúc đó, tôi vừa phát hiện ra hắn, sẽ tạo ra tia laser, bắn thủng cơ thể hắn, khiến hắn đứng im tại chỗ, đau đớn đến mức không thể sử dụng năng lực. Sau đó cô chạy tới, dùng lửa từ cánh tay nhân tạo thiêu đốt hắn. Cho, dù chỉ là giả tưởng, hắn cũng muốn để Bạch Thần tham dự vào, đồng thời phát huy năng lực bản thân. Long Duyệt Hồng còn chưa dứt lời, cách đó hơn 100 mét, đột nhiên có tiếng quạ đen kêu lên quạc quạc. Khi loài chim này bay lên, xa xa dường như có một bóng người nhờ vào màn đêm che khuất, nhanh chóng chạy xa. Long Duyệt Hồng ngẩn ra, anh dọa hắn chạy mất rồi. Thương Kiến Diệu trong xe Jeep thò đầu ra, đau đớn nói. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 780, Sàng Lọc. Long Duyệt Hồng vẫn mờ mịt ngơ ngác như trước, dọa chạy cái gì chứ? Thương Kiến Diệu đẩy cửa xuống xe, lên tiếng giải thích với vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, lúc trước không phải chúng ta nhận thấy có ai đó đang âm thầm theo dõi sao? Kết quả đợi một hồi, đối phương lại không đến. Cho nên, Đại Bạch giả vờ đi ngủ, dẫn dụ hắn tập kích, tìm cơ hội bắt hắn lại, nghiên cứu đặc thù của hắn, nếu như hắn thực sự là vô tâm giả cao cấp kia. Ai biết được anh lại tự mình đặt ra phương án, làm cho hắn sợ chạy mất. Lúc Thương Kiến Diệu nói chuyện, Tương Bạch Miên cũng đi xuống xe Jeep. Tổ trưởng không nói như vậy. Long Duyệt Hồng nhớ lại kỹ càng tình huống lúc trước, đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tương Bạch Miên. Hắn cảm thấy việc này rất là sai lầm, bản thân chỉ khoe khoang khoác lác trước mặt Tiểu Bạch, vậy mà lại dọa một vô tâm giả cao cấp cấp chạy mất. Nếu đối phương thực sự có năng lực dự báo, hẳn là không đến mức nhầm lẫn giữa phương án khoác lác và kế hoạch thật sự có tính khả thi. Tuy Bạch Thần và Nawa vừa rồi cũng không hiểu lắm, nhưng bây giờ dường như đã ngộ ra. Tương Bạch Miên vẫn không trả lời, Thương Kiến Diệu hăng hái bừng bừng nói, hiểu ngầm. Có biết cái gì gọi là hiểu ngầm không? Đại Bạch là người như thế nào, anh còn không biết. Trong bụng đầy, đầu óc nhạy bén, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua sự bất thường. Đặc biệt là chúng ta đều cảm nhận được ánh mắt theo dõi kia. Anh phải học cách nghe hiểu ý ở ngoài lời, cùng chúng tôi nắm giữ sự ăn ý thầm lặng. Đây là Thương Kiến Diệu thích nói đùa, hay là Thương Kiến Diệu thích mới mẻ, lại đi đóng vai người có vai vế cao hơn Long Duyệt Hồng. Tương Bạch Miên lườm Thương Kiến Diệu, hắng giọng nói, đừng nghe này nói, tôi chỉ muốn trước khi ngủ quan sát thêm một chút, tránh thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thì ra những gì này nói đều là thật. Tổ trưởng, để lừa kẻ địch, ngay cả tổ viên cô cũng lừa. Long Duyệt Hồng bỗng nhiên nhớ tới lần đối mặt với tăng lữ máy móc Tịnh Pháp lúc trước. Lần đó, Tương Bạch Miên bày ra phương án giả, thông qua việc lừa dối tổ viên để lừa dối tăng lữ máy móc Tịnh Pháp, thành công mai phục được hắn. Thấy Bạch Thần cũng để lộ vẻ mặt nhớ lại, Tương Bạch Miên vội vàng bổ sung, hơn nữa việc này cũng không thể nào nói ra. Mọi người còn nhớ tăng lữ máy móc Tịnh Pháp không? Lúc đó hắn biểu hiện ra thính lực xuất sắc, nắm giữ được kế hoạch của chúng ta, còn có, lúc chúng ta bị nhốt trong miếu sĩ Khara của giáo phái ý thức Thạch Anh, chẳng phải cũng từng trải nghiệm tình huống nhìn thấy điều người khác nhìn được, nghe thấy điều người khác nghe được rồi sao? Căn cứ vào sự lý giải của tôi về kinh Phật, căn cứ vào việc nơi này là thánh địa Phật môn, sự bất thường hẳn là đều liên quan đến nó. Tôi nghi ngờ vô tâm giả cao cấp đặc biệt kia nắm giữ năng lực không phải là dự báo, mà là thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Sau khi Tiểu Hồng nói lão Nawa có thể giám sát trong mọi hoàn cảnh, tôi có thể cảm ứng được tín hiệu điện sinh vật,
ánh mắt thầm theo dõi kia đột nhiên biến mất, từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ. Bạch Thần và Gnawa đều bày tỏ tán thành. Long Duyệt Hồng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thực có lý. Cho nên, lời khoác lác vừa rồi của mình đã bị vô tâm giả cao cấp kia nghe thấy, dọa cho hắn sợ chạy mất. Long Duyệt Hồng như bừng tỉnh, cảm thấy buồn cười. Có điều, hắn vẫn còn một chút nghi hoặc, tổ trưởng chỉ là một vô tâm giả cao cấp, vì sao có thể nghe hiểu được lời chúng ta nói, còn hiểu ý tứ trong đó. Nó hoàn toàn khác với hiệu quả của năng lực dự báo, có thể thông qua trực giác cảm nhận được nguy hiểm. Cho dù vô tâm giả cao cấp lấy lại được một chút trí khôn, cũng chỉ có thể nghe hiểu những lời nói tương đối đơn giản, giống như mấy vị đi theo Tiểu Sung. Tương Bạch Miên khẽ gật đầu nói, nếu là vô tâm giả cao cấp đặc biệt, vậy thì chắc chắn có chỗ đặc biệt, chưa biết chừng hắn cũng bị thứ gì đó nhập xác, đối phương trở thành máy phiên dịch. Anh cũng không thể quá coi thường vô tâm giả cao cấp. Thương Kiến Diệu bất bình, thuộc hạ của Tiểu Sung tiến hóa thêm một lần nữa, chưa biết chừng có thể nghe được những lời nói khá phức tạp. Mình cảm thấy tình huống mà tổ trưởng nói rất có khả năng, nơi này không những là thánh địa Phật môn, hơn nữa còn từng có thứ nhập xác lưu lộ. Long Duyệt Hồng vừa lầm bầm, vừa dùng cách thức khéo léo hơn để truyền đạt nội dung tương ứng cho mọi người. Thương Kiến Diệu đã đổi nhân cách khác, không giữ khăng khăng ý kiến của mình nữa, chỉ tiếc nuối nói, tiếc quá, bẫy dập không có hiệu lực, không thể bắt được hắn. Thôi bỏ đi, đi ngủ. Tương Bạch Miên thở hắt ra nói, đêm nay chắc hẳn hắn sẽ không quay lại nữa. Các thành viên còn lại của tổ điều tra cũ cũng có phán đoán tương tự về điều này. Một đêm không tiếng nói chuyện, 9 giờ 30 phút sáng hôm sau, tổ điều tra cũ đến công ty thực phẩm số 2 thành phố Thiết Sơn sớm nửa tiếng đồng hồ. Cánh cửa chính của nơi này vẫn trong trạng thái bị đổ sập. Đám người Tương Bạch Miên mất 15 phút để tìm kiếm nhanh trong công ty thực phẩm, phát hiện tình hình không khác ngày hôm qua. Tiếp đó, Thương Kiến Diệu lần lượt lấy ra bản bệnh, án và Ngọc Phật, thử chúng, kết quả không hề tạo ra sự biến hóa nào. Hôm qua chúng ta thực sự rơi vào ảo ảnh. Tương Bạch Miên tiếc nuối lẩm bẩm, đây là mục đích của Uco. Trong lúc cô và đám người Long Duyệt Hồng cảm khái, chiếc xe tối màu của Từ Đại Đồng và Lê Thủ Nghĩa lái tới. Thế nào, có phát hiện gì không? Từ Đại Đồng thân thiết nhiệt tình hỏi. Người khác nhiệt tình, Thương Kiến Diệu đương nhiên càng nhiệt tình hơn, không có. Nhưng không có vừa vặn chứng minh hôm qua chúng tôi đã rơi vào ảo ảnh. Ảo ảnh, đây là một lời giải thích hay. Tương Bạch Miên này ra ý hay, lên tiếng nói, chúng tôi đã gây ra một vài sự bất thường trong ảo ảnh, khiến bảng giới thiệu nhân viên mà chúng tôi đề cập đến lúc trước được tái hiện lại hoàn chỉnh. Cô kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, chỉ giấu đi Ngọc Phật, coi tất cả vấn đề đều là do ảo ảnh. Cuối cùng, cô suy đoán, chúng tôi chứ không phải là các anh gặp phải. Nguyên nhân có thể là vì trên người chúng tôi mang theo một bản bệnh án lấy được từ xưởng sắt thép liên hợp thành phố Trường Hà, đó là một thánh địa khác. Thảo nào, Từ Đại Đồng chợt hiểu ra, có điều, cảnh tượng mà các cô nhìn thấy trong ảo ảnh dường như cũng không có giá trị gì. Tương Bạch Miên chia sẻ nội dung bản bệnh án cho đối phương trước, sau đó mới nói, chúng tôi đang đi tìm sự liên quan giữa hai bên. Cô không nói ra suy đoán của tiểu đội mình tối hôm qua, nó hơi đáng sợ, hơn nữa lại thiếu chứng cứ. Thật sự rất cảm ơn các cô. Từ Đại Đồng nói từ đáy lòng, không biết chúng tôi có thể giúp đỡ gì không. Tương Bạch Miên suy nghĩ một chút rồi nói, lúc trước các anh từng đề cập đến, các anh có thu thập được mấy ổ cứng từ phế tích thành phố Thiết Sơn. Còn lấy được số liệu bên trong, một phần thông tin chỉnh lý đưa cho chúng tôi lúc trước đến từ trong ấy, hiện giờ có thể cho tôi sao chép lại toàn bộ kho số liệu được không? Những gì đưa cho các cô đều đã được chúng tôi sàng lọc kỹ càng, cảm thấy có chút hữu dụng, những thứ còn lại đều tạp nham, không có giá trị gì. Từ Đại Đồng cảm thấy việc này không có ý nghĩa gì. Tương Bạch Miên háng giọng, vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, tôi còn một thân phận là học giả dân tộc. Có hứng thú rất lớn với hoàn cảnh sinh hoạt của thế giới cũ, mà nội dung tạp nham này xác suất cao sẽ bao hàm chi tiết về phương diện này. Từ Đại Đồng nhìn cô, bật cười ha ha, được rồi. Anh ta lập tức bảo một thành viên của quân cứu thế bên trong xe lấy một chiếc máy tính xách tay ra. Gnawa làm việc rất tự giác, mang theo tường lửa và phần mềm diệt virus tới, sao chép lại tất cả tư liệu. Lão Gnawa, hiện giờ ông làm sàng lọc đơn giản vài lần những số liệu này. Tương Bạch Miên ra lệnh ngay trước mặt đám người Từ Đại Đồng. Từ khóa đầu tiên là thành phố Trường Hà, lần này người nói chuyện là Thương Kiến Diệu. Sàng lọc tương tự, lúc
Trước tổ điều tra cũ đã làm với những thông tin về thành phố Thiết Sơn mà bản thân đang nắm giữ, mọi người đều vô cùng thành thạo. Chỉ có mấy nội dung liên quan đến thương mại, không có ý nghĩa gì. Nawa nhanh chóng đưa ra kết quả. Bạch Thần lập tức nói, từ khóa thứ hai là Mông. Đây là tên chủ nhân đầu tiên của chiếc thuyền Noah ngầm. Ông ta đã từng đến thành phố Thiết Sơn tham gia đấu thầu cải tạo thành phố cũ. Sau khi thế giới cũ bị hủy diệt đã thức tỉnh năng lực thuộc lĩnh vực bồ đề. Không có. Nawa đáp, từ khóa thứ ba, doanh nhân nước ngoài. Tương Bạch Miên suy nghĩ một chút rồi nói. Nawa nhanh chóng hoàn thành mục tìm kiếm, có mấy báo cáo tin tức về thương hội nước ngoài, không liên quan đến Mông và cải tạo thành phố cũ. Tiếp theo, tổ điều tra cũ dùng các từ khóa như cải tạo thành phố cũ để sàng lọc nhiều hơn, nhưng cũng không có thu hoạch. Đám người từ Đại Đồng, Lê Thủ Nghĩa khá kiên nhẫn, đứng ở bên cạnh xem. Thời gian nhanh chóng trôi đi, Tương Bạch Miên chậm rãi đi lại vài bước, từ khóa, người ngoại quốc, Nawa lại một lần nữa tìm kiếm. Qua vài giây, ông ta dùng giọng mang theo cảm giác âm thanh điện tử hợp thành nói, có phát hiện, là gì? Thương Kiến Diệu phấn khích vây đến. Nawa ngẩng đầu nhìn về phía Tương Bạch Miên nói, có một bài đăng trên diễn đàn bản địa thành phố Thiết Sơn, chủ đề là lên án việc thi hành pháp bất công. Trong bài đăng này có người nói, lúc trước có người ngoại quốc không có bằng lái xe, đã đâm vào một người đi đường, khiến người đó phải sống thực vật, nhưng người ngoại quốc kia không bị xử phạt, chỉ phải bồi thường một khoản tiền. Có người ngoại quốc không bằng lái, đâm vào một người đi đường khiến người ấy sống đời thực vật. Con ngươi Long Duyệt Hồng phóng to, tóc gáy lập tức dựng đứng. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.